Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Đã rời đi cả rồi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, Long Lân kiếm đang rung ở trong hộp kiếm cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ, ta cuối cùng cũng cảm giác được có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi ta. Mà dọc theo đường đi, những cái con yêu thú, yêu vật này cũng luân phiên công kích chúng ta. Chẳng lẽ đều có liên quan tới đôi mắt kia sao? Mới vừa rồi ta cảm giác được sát cơ trong ánh mắt chủ nhân của đôi mắt này, hẳn là muốn động thủ. Chẳng biết tại sao lại đột nhiên kiềm chế lại như vậy. Sao? Có người đến sao? Tất cả mau đề phòng. Đình Lam Nguyệt có chỗ phát hiện, hướng về nơi xa nhìn tới, nàng cười nói, không cần đề phòng, đây là đệ tử của thượng viện ta, Ngô Sư Tỷ. Một nhóm người này là đệ tử của Lê Sơn Thí, cầm đầu chính là Lê Tú Nương. Lê Sơn Thí, Lê Tú Nương sao? Chúng nữ trong lòng cả kinh, rối rít nhìn về phía Ngô Phi Yến. Kể từ khi đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc đi tới thượng viện, bên trong thượng viện liền không hề yên lặng nữa, nhất là nữ viện. Nữ trong viện, đại sư tỷ chính là Ngô Phi Yến, được xưng là nữ viện đầu tiên. Mặc dù Lê Tú Nương không cùng Ngô Phi Yến động thủ, thế nhưng sau lưng không ít đệ tử nghị luận rối rít với nhau, cho rằng nhị nữ này trong lúc đó tất sẽ đánh nhau một trận, tranh đoạt nữ viện đại sư tỷ. Ngô Phi Yến chính là đại sư tỷ trong nữ viện, được xưng là đệ nhất nữ viện. Tuy Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến chưa từng động thủ, thế nhưng sau lưng có không ít nữ đệ tử nhao nhao nghị luận, cho là giữa hai người nhất định sẽ có một trận đánh, tranh đoạt danh hiệu đại sư tỷ nữ viện. Ngô Phi Yến hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đệ tử Lê Sơn Thị đang tới. Nhóm lớn đệ tử Lê Sơn Thị nhanh chóng đến gần, Lê Tú Nương đi ở phía trước nhất, hai bên trái phải đều có hơn 10 vị đệ tử của Lê Sơn Thị phối hợp tác chiến, tạo thành một cái tam giác trận thế. Những người này dọc theo đường đi hiển nhiên cũng trải qua không ít chiến đấu, áo quần rách tung tóe, lộ ra có vẻ có chút chật vật. Mà Lê Tú Nương vẫn là thanh thanh đạm đạm, áo không có nửa phần tổn hại, thậm chí một đôi lòng bàn chân tú khí cũng không có dính một chút bùn đất nào. Chỉ thấy bàn chân sạch sẽ của vị thiếu nữ Lê Sơn Thị này cất bước mà đi, nhưng không có đạp chân trên mặt đất, mà là hạ xuống một bước, trống rỗng trong không khí liền tự động mọc ra một đóa yêu liên hoa. Mỗi một bước chân, bàn chân đều vừa vặn rơi vào trên nhị hoa của yêu liên hoa. Ngón chân tú khí chỉ dẫm ở mùi hoa, mà liên hoa kia là tinh thần lực của nàng hiển hóa mà thành. Chờ đến khi thiếu nữ đi qua, chỉ thấy hoa sen héo dần, cánh hoa càng ngày càng nhạt, biến mất ở bên trên không trung. Mặc dù Ngô Phi Yến có lòng đề phòng đối với thiếu nữ này, thế nhưng không thể không thừa nhận vị thiếu nữ Lê Sơn Thị xác thực rất lợi hại. Đối với thao túng tinh thần lực và vận dụng quan tưởng đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Trung Nhạc xa xa nhìn thoáng qua cũng là than thở, đối với thành tựu của thiếu nữ này có phần bội phục. Từng bước chân sinh sen cần quan tưởng, mỗi một bước bước ra dưới chân liền tự động sinh ra một đóa hoa sen, gần như là quan tưởng theo bản năng rồi, không cần phải cố ý, việc này hết sức lợi hại. So sánh với Ngô Phi Yến, hắn thấy được càng nhiều, trong lòng thầm khen một tiếng. Niệm do tâm sinh, trong lòng sinh ra ý niệm ở trong đầu liền có thể quan tưởng, đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, đối với sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Mà thiếu nữ Lê Sơn Thị này cũng đã làm được tầng thứ cao thâm hơn, nàng không cần động niệm liền tự động quan tưởng. Điều này đại biểu cho nàng đã đem quan tưởng trở thành một phần của thân thể, giống như giơ chân bước đi, giơ tay lên cầm đồ vật tự nhiên như vậy vậy. Đệ tử hạch thâm của đại thị tộc quả nhiên đều có chỗ độc đáo riêng, không phải ai cũng là đóa hoa trong nhà ấm cả.
Trung Nhạc nhìn Ngô Phi Yến một chút thầm nghĩ. Ngô sư tỷ còn không có làm được một bước này, chỉ sợ cùng Lê Tú Nương này vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vị trí đại sư tỷ sợ rằng khó giữ được rồi. Lê Tú Nương hướng chúng ta đi tới, mang theo chiến ý hừng hực như vậy, đoán chừng là vì khiêu chiến Ngô sư tỷ tranh đoạt vị trí đại viện đại sư tỷ rồi. Ngô Phi Yến mặt lạnh như xương, khí thế dần dần dâng lên, hiển nhiên cũng cảm giác được chiến ý hừng hực trong cơ thể của Lê Tú Nương truyền đến. Ngươi là Trung Sơn Thị, Trung Nhạc sao? Chúng đệ tử của Lê Sơn Thị vọt tới, Lê Tú Nương đột nhiên ngừng lại bước chân, không có đi nhìn Ngô Phi Yến, mà là ánh mắt rơi vào trên người của Trung Nhạc, nghiêng đầu cười nói. Trung sư đệ, ta chờ mong được đánh một trận với ngươi đã rất lâu rồi, thật đáng tiếc, khoảng thời gian trước đây, ngươi lại núp ở trong chỗ ở, không có xuất hiện ra. Đi mời ngươi, không bằng vô tình gặp được, Trung sư đệ, xin mời. Trung Nhạc hết sức ngạc nhiên, Ngô Phi Yến cũng là ngây người, các thiếu nữ khác đều ngây dại. Bọn họ vốn cho rằng mục tiêu của Lê Tú Nương là Ngô Phi Yến, lại không nghĩ rằng mục tiêu của Lê Tú Nương lại là Trung Nhạc. Ngô Phi Yến thở dài, lại có chút không phục thầm nghĩ. Mục tiêu của Lê Tú Nương không phải là ta, mà là Trung sư đệ sao? Nàng cho rằng lực uy hiếp của ta đối với nàng không bằng Trung sư đệ hay sao? Không đánh qua làm sao mà biết được đây? Trung Nhạc khẽ cau mày nói. Lê sư tỷ, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Lê Tú Nương cười có chút quyến rũ, thản nhiên nói. Trung sư đệ, ngươi cho là khiêu chiến cũng được, ta không có nhiều tính toán nhỏ nhặt giống như Thủy Thanh Hà. Đối với ta mà nói, lần khiêu chiến này chẳng qua là nghiền nát mà thôi. Tay áo của nàng tung bay, chân trần đứng ở trên một đóa yêu liên hoa đang lơ lửng trên không trung, cả người cũng lộ ra vẻ yêu dị, lại linh hoạt kỳ ảo. Nàng lên tiếng nói. Mục tiêu của ta chính là nghiền nát các cao thủ như ngươi bậc này, tích lũy xuống khí thế vô địch, sau đó sẽ ở trong trận tỉ thí không cấm kỵ kia, lấy khí thế vô địch một đường quét ngang, mang tất cả tinh anh của các thị tộc hết thảy tàn phá đập nát đi. Trung sư đệ, xin mời. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, quanh thân dần dần có lôi đình nảy sinh, hóa thành từng loại đồ đằng văn đẹp đẽ. Hắn thấp giọng nói. Nghiền nát sao? Lê Tú Nương cười xì. Nàng lên tiếng nói. Ngươi không cần đem lời của ta để ở trong lòng đâu. Nếu là ngươi có bản lĩnh cũng có thể nghiền nát ta. Ngươi chỉ cần đánh bại được ta, ta liền tâm phục khẩu phục. Khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, chỉ thấy phía sau dần dần hiện ra một bộ dị tượng kinh khủng. Đó là tinh thần lực của nàng cao độ ngưng tụ, dần dần hiện lộ ra đồ đằng của Lê Sơn Thị yêu liên hoa. Chỉ thấy đóa hoa lớn này chu vi 3 trượng 6, từ trong hoa chậm rãi dâng lên một tôn yêu thần, thân cao hơn 10 trượng, 3 mặt 4 tay, yêu khí ngất trời. Tôn yêu thần này chính là tinh thần lực của Lê Tú Nương hóa hư vi thực, mang yêu thần đồ đằng thực thể hóa hiện lộ ở trước mắt mọi người. Người thiếu nữ này tuổi chỉ tương tự như Trung Nhạc, nhưng cũng đã làm được một bước này, thật là khiến cho người ta phải khâm phục. Trung Nhạc chớp động ánh mắt, chỉ nghe tiếng rồng ngâm vang lên, liền thấy từ trên trong mi tâm của hắn có một con sao long vô cùng hung ác chậm rãi bơi ra ngoài, quấn quanh ở trên thân thể và tứ chi của hắn. Đầu rồng từ sau lưng của hắn dâng lên, cao cao vung lên, hung lệ nhìn chằm chằm vào yêu thần ở sau lưng Lê Tú Nương. Thời khắc này, khí thế của Trung Nhạc cũng đột nhiên biến hóa. Thì ra khi cùng với những thiếu nữ này ở chung một chỗ, khí tức của hắn ôn hòa, không có cảm giác được bất kỳ chỗ nào bất đồng so với những thiếu niên khác. Mà bây giờ, chúng nữ lại cảm giác được khí tức cuồng dã từ trong cơ thể thiếu niên này bộc phát ra ngoài. Giống như mãnh thú hồng hoang, giống như mãnh hổ cuộn tròn đột nhiên tỉnh giấc ngẩng đầu, giống như ác dao ra khỏi vực sâu kiếm ăn, tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Gào! Sau ót Trung Nhạc, giao long do tinh thần lực biến thành há mồm giống lớn, âm thanh chấn động dãy núi. Chỉ nghe chỗ sâu trong thú thần lĩnh cũng vang lên từng tiếng thú giống cao, giống thấp, phập phồng. Cũng là yêu thú sống ở nơi đó nghe được có tiếng rồng ngâm, không nhịn được mà hưởng ứng. Không sai! Lê Tú Nương than thở một tiếng, bước chân khẽ động, thế nhưng tốc độ xông về phía Trung Nhạc lại nhanh giống như phủ quang lực ảnh.
nàng di động, yêu thần khổng lồ cũng đồng thời hành động theo. Chỉ thấy yêu thần giơ lên bốn cánh tay, từng cái bàn tay kết xuất đồ đằng ấn quyết kỳ quái, trưởng ấn hung hăng chụp về hướng Trung Nhạc. Trung sư đệ dù sao cũng chỉ vừa mới gia nhập nhập môn không bao lâu, nếu như người vận dụng hồn binh, ta cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn đâu. Lê Tú Nương mở miệng lên tiếng, đồng thời quan tưởng, chỉ thấy trên không trung cánh hoa phiêu linh, từng đóa hoa sen từ trong không khí sinh ra, giống như thiên nữ tán hoa, cánh hoa bồng bềnh đung đưa rối rít mà rơi xuống. Lạc hoa kiếm trận. Lê Tú Nương quát khẽ, bòng bòng chành. Những cánh hoa đang bay múa kia đột nhiên biến hóa, hóa thành từng đạo kiếm khí màu đỏ ửng. Kiếm khí chỉ thoáng chốc đã răng đầy không gian chu vi chừng 10 trượng, đem Trung Nhạc vây quanh ở trong kiếm trận. Nàng vừa ra tay liền thi triển thủ đoạn cường đại nhất, quan tưởng yêu thần yêu liên thi triển lạc hoa kiếm trận chính là muốn tàn phá, muốn nghiền nát, không có một chút dò xét, muốn trực tiếp đem Trung Nhạc mà đánh sụp. Không sai. Khóe miệng của Trung Nhạc khẽ động, đứng ở tại chỗ lù lù bất động. Lôi đỉnh quanh chân hắn bắn ra, tinh thần lực của hắn bắn ra như sấm. Bên trong tinh thần lực thậm chí xen lẫn lôi âm cuồn cuộn, thật sự có lôi đỉnh chất chứa ở trong đó. Chỉ trong chớp mắt, không gian chu vi chừng 10 trượng tràn ngập lôi đỉnh đồ đằng văn. Đồ đằng văn như những con kim xà lớn mấy trượng múa loạn trên không trung. Bốn lôi kiếm quyết. Chành. Tiếng kiếm minh vang lên, bên trong tiếng reo rắt còn lẫn vào âm thanh cuồn cuộn bộc phát của lôi đình. Chỉ thấy không gian chu vi chừng 10 trượng bộc phát kiếm quang va chạm với lạc hoa kiếm trận, từng đạo kiếm khí ngang trời va chạm phá diệt rực rỡ vô cùng. Mà trưởng ấn của yêu thần sau lưng Lê Tú Nương cũng rơi xuống, trưởng ấn to giống như mặt bàn. Chỉ thấy bên trong trưởng ấn lại có các loại đồ đằng văn dây dưa quấn quýt ở chung một chỗ, hóa thành một mặt đồ đằng ấn pháp, ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Lạc hoa kiếm trận chẳng qua chỉ hạn chế hành động của Trung Nhạc, nhốt hắn ở nguyên một chỗ. Sát chiêu chân chính của Lê Tú Nương vẫn là tôn yêu thần này. Trung Nhạc giơ tay lên, cánh tay quấn quanh thân thể giao long, lộ ra vẻ vô cùng trắng kiện, giơ tay lên đối chiến với yêu thần đại thủ ấn. Trong nháy mắt, khi hai bàn tay đụng vào nhau, không khí kịch liệt rung chuyển, sau đó đè ép về bốn phương tám hướng. Ở bên ngoài, mấy vị thiếu nữ đột nhiên che bụng nôn khan, là do sóng chấn động trong không khí chuyển tới, tương đương với hung hăng đánh một quyền lên cơ thể của các nàng. Các nàng không phải là người luyện thể, cũng không có tu vi như đám người Lê Tú Nương, gặp phải đòn nghiêm trọng do loại chấn động không khí này chuyển tới, cũng không có bao nhiêu phòng bị. Trung Nhạc bị chấn tới đung đưa thân thể, yêu thần phía sau Lê Tú Nương cũng bị chấn đến lay động. Đang trong lúc đung đưa, dưới chân Trung Nhạc bộc phát lôi đình. Trong nhất thời, thân hình trở nên vô cùng mau lẹ, nhanh chóng xoay quanh Lê Tú Nương chuyển động. Lê Tú Nương giật mình trong lòng, không nghĩ tới hắn lại có thể hồi phục khí lực nhanh đến như vậy. Chỉ thấy thân hình Trung Nhạc mau lẹ vô cùng, cơ hồ hóa thành một hư ảnh chuyển động quay chung quanh nàng. Nhưng trong lúc hư ảnh chuyển động, lại thấy từng đạo lôi đình kiếm khí từ bốn phương tám hướng đâm về phía nàng. Cùng lúc đó, còn có từng cái vút rồng hướng về phía nàng bắt xuống. Hình như người này so với lúc giao thủ cùng Thủy Thanh đã mạnh hơn không ít rồi. Cái trán của Lê Tú Nương toát ra mồ hôi lạnh, gương mặt xinh đẹp dần dần ngưng trọng, hai tay không ngừng biến hóa. Bốn cánh tay của yêu thần ở phía sau cũng đang không ngừng biến ảo, ngăn cản kiếm khí và vút dòng tấn công từ bốn phương tám hướng. Chiêu thức của hắn không tinh diệu bao nhiêu, quan tưởng ra giao long đồ đằng cũng không có được chân truyền, thế nhưng là sức bật lại quá mãnh liệt đi. Lê Tú Nương đón lấy từng chiêu thế công, bị chấn đến khí huyết sôi trào. Công kích của Trung Nhạc cũng không tinh diệu, thiếu hụt biến hóa, thế nhưng là sức mạnh ở trong đó dĩ nhiên đã bao trùm phía trên nàng. Dùng sức mạnh có thể phá hủy hết thảy, và tốc độ không gì so sánh nổi, mạnh mẽ đền bù hết thảy chiêu thức biến hóa, áp chế, làm cho nàng chỉ có thể chống đỡ, không có thời gian để thi triển chiêu thức vô cùng tinh diệu của bản thân mình. Cứ như vậy không được, tiếp tục phòng thủ thì sớm muộn gì sẽ có lúc phòng thủ bị phá thôi. Lê Tú Nương khẽ động thân hình, chân đạp trong không trung, ở dưới chân lần lượt xuất hiện từng đóa hoa sen.
nàng thế nhưng lại muốn chân đạp hoa sen, nâng cao thân hình, ý đồ kéo ra khoảng cách với Trung Nhạc. Cước bộ của nàng cực nhanh, chỉ trong mấy bước đã dâng cao hơn 10 trượng. "Xuống đây đi, Lê Sư Tỷ." Trung Nhạc khom người chồm hổm, tung người mà nhảy, thân hình giống như một con giao long bay lên trời, nhảy cao hơn 10 trượng, lấy tay bắt được mắt cá chân của thiếu nữ, cánh tay vung lên, hung hăng nện ở hướng mặt đất. Oanh! Lê Tú Nương bị nện xuống mặt đất, trượt nhanh về phía sau, chỉ thấy đá vụn và bùn đất bay tán loạn khắp nơi, không khỏi vừa sợ vừa giận. Yêu thần ở phía sau lập tức tung mình đứng lên, nhưng vào lúc này một bóng người xông đến, vô số quyền ảnh, thối ảnh chi chít công kích về hướng yêu thần. Trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu đạo công kích rơi vào trên người yêu thần, do tinh thần lực của nàng ngưng tụ biến thành. Thình thịch một tiếng, yêu thần bị mạnh mẽ đánh nát đi. Lê Tú Nương tung người lui về phía sau, nhưng vào lúc này một bàn tay nhanh như tia chớp thò tới, nắm được cổ của nàng, đem nàng mạnh mẽ mà nâng lên. Trung Nhạc buông Lê Tú Nương xuống, thả tay ra, lui về phía sau một bước, thu liễm hơi thở, thi lễ nói: "Sư tỷ, thứ lỗi cho." Lê Tú Nương sờ sờ cổ của mình, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Những đệ tử Lê Sơn Thị khác vội vàng tiến lên bao vây lại, đem Lê Tú Nương bảo hộ ở chính giữa. Nhìn Trung Nhạc đằng đằng sát khí, chỉ cần Lê Tú Nương ra lệnh một tiếng sẽ lập tức nhào lên giết tới. Đám người Ngô Phi Yến, Đình Lam Nguyệt ngơ ngác nhìn kết quả này, cho đến khi đệ tử Lê Sơn Thị tiến lên vây lại mới giật mình tỉnh lại, cũng rối rít tiến lên đứng sau lưng của Trung Nhạc. Hai bên đằng đằng sát khí, Trung Nhạc nhẹ giọng nói: "Lê Sư Tỷ." Lê Tú Nương đột nhiên tỉnh táo trở lại, thấy tình cảnh bốn phía, lại nhìn Trung Nhạc một chút, hừ lạnh một tiếng, khẽ kêu nói: "Các người muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Đều lùi lại cho ta. Ngay cả thất bại cũng chịu không nổi, còn là đệ tử của Lê Sơn Thị ta sao?" Chúng đệ tử của Lê Sơn Thị vẻ mặt xấu hổ, rối rít thối lui đến phía sau của nàng. Ở phía sau Lê Tú Nương, yêu thần bị nghiền nát cũng chậm rãi ngưng tụ. Thiếu nữ này vừa khôi phục lại tâm thái như thường, tiến lên một bước hoàn lễ nói: "Đa tạ sư đệ hạ thủ lưu tình, hôm nay xin lãnh giáo rồi. Bất quá hôm nay tỉ thí cũng không động hồn binh, hơn nữa ta đối với bản lĩnh của sư đệ cũng có chỗ chưa biết được, bị người đánh cho trở tay không kịp. Ngày khác tới tỉ thí không cấm kỵ, lại định ra thắng thua vậy." Trung Nhạc giãn mặt ra cười nói: "Được, lần này sư tỷ đúng là chưa kịp xử xuất toàn lực, hơn nữa ta cũng cảm giác được bản thân trên tu hành còn có chỗ thiếu sót nghiêm trọng, cũng muốn hướng sư tỷ thỉnh giáo nhiều hơn." Lời này của hắn cũng không phải là khiêm nhường, mà là thật tình. Hắn tu luyện đến nay, sở trường tu luyện pháp môn công kích chỉ có Bôn Lôi Kiếm Quyết một loại này. Giao Long Đầu Đằng Nhiễu Thể Quyết chẳng qua là pháp môn luyện thể, mặc dù được hắn dung hợp cùng Bôn Lôi Kiếm Quyết diễn biến thành pháp môn công kích, thế nhưng vẫn không có được giao long chân truyền. Không có được chân truyền thì không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của công pháp. Tỉ như hai người có tu vi cảnh giới giống nhau cũng đều quan tưởng ra giao long, trong đó không có được chân truyền chỉ có thể quan tưởng ra da của giao long, mà người còn lại thì có thể quan tưởng ra máu thịt gân cốt, uy lực tự nhiên không thể so sánh với nhau. Mà tân hỏa truyền thụ cho hắn Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tưởng Đồ, còn lại là pháp môn quan tưởng tu luyện. Trừ những cái đó ra, hắn không có tu luyện bất kỳ công pháp nào khác cả. Không có pháp môn quan tưởng Thủy Hỏa Phong Vân, những loại cực kỳ hữu dụng này. Cũng không có pháp môn phi hành, những pháp môn công kích phụ trợ khác cũng là không có. So sánh với thủ đoạn trồng chất của những người khác, hắn tu luyện cũng không có hệ thống, có khiếm khuyết rất lớn, sơ hở rất lớn. Lê Tú Nương tỉ mỉ đánh giá hắn, lại thấy đại nam hài này rất là sáng sủa, tâm thái cũng rất sáng sủa, có sự ngông nghênh ngạo khí, thế nhưng cũng không có hùng hổ dọa người. Trong lòng bất giác sinh ra mấy phần hào cảm, nàng cười nói: "Trung sư đệ, chẳng lẽ ngươi chiếm được phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ Thị sao? Ta thấy bên trong tinh thần lực của ngươi ẩn chứa lôi đình, tự động kết xuất lôi đình văn, có chỗ rất giống với phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ Thị." "Sao? Lôi Hồ Thị sao?" Trung Nhạc lắc đầu nói: "Ta có phương pháp luyện hồn bằng lôi đình khác kìa, cũng không phải là pháp môn của Lôi Hồ Thị."
Lê Tú Nương chợt hiểu ra nói: phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồi Thí có thể nói là tuyệt học luyện hồn đứng đầu trong kiếm môn, người cũng dùng lôi đình luyện hồn, có trách tốc độ và sức bật của ngươi lại mạnh như vậy, có thể đánh cho ta trở tay không kịp. Trung sư đệ, Lôi Hồi Thí, Lôi Cốn cũng đang ở chỗ này, thủ đoạn của hắn cũng không khác ngươi lắm đâu, nếu là sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta đã trước tiên tìm hắn luyện tay rồi. Nàng thở dài, có chút tức hận bản thân không thể tích lũy ra cái loại khí thế vô địch. Nàng lên tiếng nói: Trung sư đệ, nếu là không ngần ngại, không bằng chúng ta cùng nhau thăm dò thú thần lĩnh này, xem một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung Nhạc cười nói: được, nhiều một người liền thêm một phần sức mạnh, có nhóm người của sư tỷ, áp lực của ta liền ít đi rất nhiều rồi. Hai người sóng vai mà đi, Lê Tú Nương là bộ bộ sinh liên, mà Trung Nhạc thì lại là long hành hổ bộ. Lê Tú Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ngô Phi Yến, Đào Đại Nhi và Đỉnh Lam Nguyệt cùng với các thiếu nữ như bóng với hình dính ở phía sau, không khỏi cười nói: Trung sư đệ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng rất đa tình đấy, lại làm xét lòng nhiều nữ hài như vậy, cũng thật khó trách cả. Trung sư đệ bây giờ có thể nói là nam viện đệ nhất nhân, ngay cả ta cũng thua ở trong tay của ngươi, người há có thể không có một ít người ủng hộ cho được. Chỉ là người ủng hộ của ngươi đều là nữ hài, có thể thấy được sư đệ ngươi rất hoa tâm. Sắc mặt của Trung Nhạc trở nên đỏ bừng, đang muốn giải thích, ở phía sau các cô gái rối rít phun nước bọt nói: Ai bị hắn làm sao lòng rồi vậy? Trung Sơn Thí, tiểu ma đầu, ở đâu đẹp trai bằng Hàn Mặc, Hàn Thanh sư huynh đấy? Ngày nào mà cái tên tiểu ma đầu này vẫn còn chưa có đánh bại Hàn sư huynh. Hàn sư huynh như cũ vẫn là đệ nhất nam viện. Lê Tú Nương quay đầu lại cười lạnh nói: một đám tiểu tiểu nha đầu không có nửa phần nhãn giới kiến thức gì cả. Hàn Thanh Mặc ta cũng đã gặp qua, bản lãnh cũng chỉ thường thôi, cũng chỉ tương đương với Ngô Phi Yến sư muội, sao có thể là đối thủ của Trung sư đệ được? Ngô Phi Yến tức giận, hồn binh ở sau lưng cũng xuẩn xuẩn rục động, lạnh lùng nói: nghĩa là Lê sư muội nói bản lĩnh của ta cũng chỉ thường thường thôi sao? Lê Tú Nương thản nhiên cười nói: ta cũng không có nói sư tỷ ngươi như vậy, bất quá nếu như sư tỷ đã cho là như vậy thì ta cũng không có cách nào cả. Ngô sư muội, ngươi còn thiếu chút ít hòa hậu, muốn khiêu chiến ta sao? Đổi lại hữu Ngô thị, Ngô Chính Long còn không sai biệt đâu. Được, bản thân ta muốn nhìn thử xem. Nhị nữ đằng đằng sát khí, trong lòng Trung Nhạc thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng hỏi thăm Tân Hỏa trong thức hải nên xử lý loại chuyện này như thế nào. Tân Hỏa cực kỳ hưng phấn nói: nhiều nữ nhân như vậy ở chung một chỗ, có thể ăn tĩnh một nén nhang thôi đã là kỳ quá quái gở lắm rồi, không đánh nhau mới là lạ. Năm đó những người thừa kế Tân Hỏa mà ta đã từng dạy, hàng năm hậu cung cháy, từng cái nữ thần ma đánh nhau đến long trời lở đất kia. Trung Nhạc chán nản nghĩ: Tân Hỏa cái tên hàng này e sợ cho thiên họa không loạn, hỏi hắn cũng vô dụng thôi. Ồ, đây là mùi máu tươi sao? Đột nhiên Trung Nhạc ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt, trong lòng khẽ động, nhưng ngay sau đó mơ hồ nghe được âm thanh hô quát và chiến đấu theo gió mà đến, mà hai vị thiếu nữ kia vẫn như cũ đang đấu võ mồm, càng ầm ĩ càng hung tợn, vội vàng quát lên: hết thảy câm mồm! Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến sợ hết hồn, vội vàng dừng cãi nhau lại. Lê Tú Nương ủy khuất nói: Người hung dữ cái gì, hù dọa chết người ta rồi. Không cần ở Mỹ nữa đâu, có âm thanh chiến đấu kìa. Trung Nhạc cẩn thận nghe ngóng, các thiếu nữ thấy thế liền cũng bận rộn lắng nghe. Đình Lam Nguyệt nhắm mắt lại quan tưởng, chỉ thấy chỗ lỗ tai tinh thần lực ngưng tụ biến thành một cái lỗ tai lớn to khoảng 4-5 thước, phía trên mọc đầy lông thú. Thiếu nữ này giơ lỗ tai lớn lên lắng nghe trong chốc lát, nàng vội vàng nói: âm thanh chiến đấu là từ phía bên kia truyền lại, bên kia có người đang vừa đánh vừa cháy. Ồ, Đình sư tỷ biết được thật nhiều. Trung Nhạc khen ngợi. Mọi người bước nhanh chạy vội vọt ra khỏi mấy dặm, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nặng, mà âm thanh chiến đấu cũng dần dần vang rõ lên. Phía trước có người chiến đấu, tu vi thực lực cũng không yếu đâu, là cao thủ.
Lê Tú Nương tỉ mỉ cảm ứng, sắc mặt biến hóa nói: chẳng lẽ là lôi cổn đầy tớ kia sao? Không, không đúng. Công pháp của lôi hồ thí có lôi đình cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Không phải là cái loại động tĩnh này. Loại động tĩnh này kém hơn. Ồ, đang giao thủ với người nó là hai con cự thú ư? Thực lực của hai con cự thú này thật là đáng sợ, không kém ta và ngươi đâu. Trung Nhạc tỉ mỉ cảm ứng, cũng cảm ứng được hai cỗ yêu khí cực kỳ đáng sợ, mà theo động tĩnh đất rung núi chuyển, hai con yêu thú kia tất nhiên cũng không nhỏ. Không qua bao lâu, bọn họ liền thấy khe sâu ở giữa dãy núi hiện đầy dấu chân khổng lồ, là dấu chân của mãnh thú. Đào Đại Nhi đứng ở giữa một cái dấu chân, khoa tay múa chân một chút, rung giọng nói: so với yêu thú mà lúc trước chúng ta nhìn thấy kìa, còn lớn hơn rất rất nhiều lần. Thú thần lĩnh này làm sao lại sinh ra yêu thú khổng lồ như vậy được? Ngô Phi Yến cũng có điều phát hiện nói: nơi này có dấu vết của lôi đình, hẳn là dấu vết do đệ tử lôi hồi thí và lôi cốn đầy tớ kia lưu lại rồi. Bọn họ ở chỗ này gặp phải mai phục, gặp nạn. Ồ, bên kia có thi thể. Chỉ thấy một bộ thi thể đệ tử lôi hồ thị nằm ở trên mặt đất, không biết đã bị thứ gì đánh nát hết thảy toàn thân xương cốt. Bọn họ dọc theo khe sâu chạy về phía trước, dọc theo đường đi thấy được càng ngày càng nhiều thi thể đệ tử lôi hồ thị. Trên vách đá của vách núi, bốn phía lưu lại dấu vết chiến đấu cũng trở nên càng thấy càng giật mình. Trên mặt đất còn có mảnh nhỏ hồn binh bị nghiền nát rơi lả tả, cùng với đồ đằng trụ bị chấn gãy. Thực lực của lôi cốn không thua gì ta, là đệ tử hạch tâm mà lôi hồ thí bồi dưỡng ra. Lần này cần ở trong tỷ tí không cấm kỵ tranh đoạt đệ nhất với ta. Trong thú thần lĩnh này thật sự có yêu thú có thể giết hắn được sao? Dung nhan xinh đẹp của Lê Tú Nương âm tình bất định, nàng lên tiếng nói: hơn nữa người chiến đấu với hai đầu cự thú kia cũng không phải là hắn ta, như vậy là ai đây? Khoảng cách địa điểm chiến đấu đã rất gần rồi. Đình Lam Nguyệt cũng cao giọng nói: ồ, nơi này còn có thi thể của những người khác này. Trong hạp cốc có càng nhiều thi thể bị phát hiện. Những thi thể này cũng không phải thi thể của đệ tử lôi hồ thị. Nữ Nhi phân biệt một chút giật mình nói: Ta nhận được người này. Người này là đệ tử Nam Viễn, là người theo sau Hàn Thanh, Hàn Mặc Sư Huynh. Đào Đại Nhi cũng nhanh chóng nói: Hàn Sư Huynh mang theo bọn họ đi thú thần lĩnh trước chúng ta một bước kìa. Nếu như vậy là Hàn Sư Huynh phát hiện lôi cổn Sư Huynh gặp nạn, cho nên mang người tới cứu sao? Thế nhưng làm sao lại chết nhiều người như vậy? Hai đầu hung thú kia chẳng lẽ là luyện khí sĩ yêu tộc sao? Trong hạp cốc, thi thể của đệ tử Thượng Viện Kiếm Môn có người bị đánh thành 7-8 mảnh, có người bị đánh cho gân cốt vỡ vụn, có người bị chết tới không thể chết lại, nhìn thấy mà giật mình. Trung Nhạc cũng âm thầm lòng yên tĩnh trở lại, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất phía trước có từng mảng vết máu. Máu tươi thậm chí chảy hội tụ thành dòng suối nhỏ. Chẳng qua là máu tươi kia tràn đầy mùi tanh hôi, không phải là máu người mà là máu thú. Hai con cự thú kia cũng đã bị thương, không tính là đặc biệt lợi hại, chẳng qua là thân to sức lớn mà thôi. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm. Ngô Phi Yến nhanh chóng nói: Đào Đào, ngươi mang theo những sư đệ, sư muội khác bay lên giữa không trung quan sát bốn phía. Ta cùng với Trung sư đệ, Ngô sư muội đi phía trước xem một chút xem sao. Cự thú này quá hung mãnh, các ngươi không chen tay vào được đâu. Đào Đại Nhi nghe vậy lập tức lấy ra túi nhỏ, thả ra thải vân gian, mang theo chúng nữ nhảy lên thải vân gian bay lên giữa không trung. Lê Tú Nương thấy thế cũng là thầm khen Ngô Phi Yến tâm tư kín đáo, lấy ra lá yêu liên để cho đệ tử Lê Sơn Thị đi lên lá sen, cũng bay đến giữa không trung nói: Trung sư đệ, chúng ta đi. Trung Nhạc gật đầu chỉ một ngón tay, chỉ thấy hộp kiếm sau lưng mở ra, Long Lân kiếm vèo một tiếng bay lên giấu vào thải vân gian. Hắn nói: đi. Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến thấy thế ngạc nhiên không thôi, không giải thích được ý nghĩa. Ba người bước nhanh về phía trước, một đường bay theo. Không qua bao lâu liền thấy khe sâu đột nhiên trống trải, tiến vào một sân cốc. Rừng rậm bốn phía ngã thành từng mảnh từng mảnh. Nơi này rõ ràng đã trải qua một cuộc ác chiến. Mà ở trong sân cốc này chỉ thấy một con hắc hùng cao tới 14-15 trượng, ở trên thân đều là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Mà một con cự thú khác thì là một con sơn dương, hình thể cũng lớn đến đáng sợ,
chẳng qua là đã ngã trên mặt đất, hẳn là bị trọng thương, còn chưa chết hẳn. Mà ở trong sân cốc, một người đang liều mạng tránh né công kích của con hắc khủng kia, thân hình lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị con hắc khủng chụp chết. Ồ, là Hàn Thanh Mặc, Hàn sư huynh. Ngô Phi Yến thấy khuôn mặt của người nọ, thất thanh nói. Lê Tú Nương chú ý tới một bộ thi thể khác, sắc mặt kịch biến, cũng thất thanh nói. Lôi Cổn đã chết rồi sao? Trung Nhạc khẽ cau mày, nhìn một chút bộ thi thể của Lôi Cổn té ở bên cạnh con công dương kia, lại nhìn một chút Hàn Thanh Mặc đang lảo đảo né tránh công kích của hắc hùng, thấp giọng nói. Thật kỳ quái, vì sao dọc theo đường đi ta không có thấy dấu vết công kích của Hàn sư huynh rơi xuống vậy? Có chút không đúng cho lắm. Tân Hỏa cười hăng hắc nói. Bà còn yêu quái này, chơi quá dở, thú vị, thú vị. Sao? Bà còn yêu quái sao? Trung Nhạc khẽ mắt nhìn về phía Hàn Thanh Mặc. Tân Hỏa, ý của ngươi là... Là con yêu quái kia lột ra người, mặc lên người mình. Tân Hỏa cười nói. Cùng với con hắc khủng cũng là đang đánh giá, mà con công dương kia cũng là đang giả bộ chết thôi. Bất quá cái tên gọi là Lôi Cổn kia thì lại là chết thật rồi. Ồ, nếu nói như vậy, vị Hàn Thanh Mặc, Hàn sư huynh được Đào Đào và Đình sư tỷ các nàng sùng bái đã sớm ngoẻo rồi sao? Yêu quái lột da của hắn mặc lên trên người của mình, giả bộ tranh đấu với con hắc cùng và sơn dương này, dụ dỗ Lôi Cổn và đệ tử Lôi Hồ Thị đến đây tương trợ, sau đó lại bạo lên một mẻ hốt gọn Lôi Cổn và đệ tử Lôi Hồ Thị sao? Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động rất nhanh, làm rõ tiền căn hậu quả. Hắn thầm nghĩ, bọn hắn lại ở chỗ này giả bộ chém giết là vì dụ dỗ chúng ta nhập cuộc. Chỉ cần chúng ta nhập cuộc tiêu diệt ta, Lê sư tỷ và Ngô sư tỷ, như vậy những người khác thì không đáng để lo rồi. Kỳ quái, yêu thú trong thú thần lĩnh lại có thể có trí tuệ cỡ này sao? Bọn họ chẳng lẽ là yêu tộc bên ngoài đại hoang hay sao? Vô số ý niệm trong đầu hắn hiện lên với tốc độ giống như ánh sáng. Từ khi đi tới thú thần lĩnh này, hắn liền cảm ứng được một đôi ánh mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào mình. Trên đường đi cũng lọt vào tập kích của không ít yêu thú. Hơn nữa, vết máu trên thân kiếm lúc chính mình chém ra một kiếm kia thu hồi lại, Trung Nhạc đã có thể khẳng định con cự hùng, công dương và Hàn sư huynh này tuyệt đối là yêu tộc tới từ bên ngoài đại hoang. Bà con yêu tộc này đi vào thú thần lĩnh làm cái gì đấy? Trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Đúng rồi, bọn họ là yêu tộc, có thể hấp thu tinh khí của thú thần. Yêu thú trong thú thần lĩnh đạt được một tia của đám tinh khí thú thần kia đã có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Như vậy, tinh khí thú thần đối với yêu tộc so với yêu thú càng thêm cao đẳng, cũng là vô thượng linh đan diệu dược. Những con yêu thú này tới đây cũng là vì tinh khí của thú thần. Ngô Phi Yến lập tức muốn phi lên cứu trợ, nàng nói. Trung sư đệ, Lê sư muội, các người đối phó với con cự hùng kia, ta đi cứu Hàn sư huynh. Trung Nhạc dưới chân khẽ động, chen thân ngăn ở trước người của nàng, lắc đầu nói. Ngô sư tỷ, con cự hùng này đã bị thương nặng, người tới ngăn lại cự hùng. Lê sư tỷ, người đi làm thịt con cự dương kia, còn ta sẽ đi cứu Hàn sư huynh. Lê Tú Nương gật đầu nói. Cũng được, tuy con cự dương này đã bị thương nặng, thế nhưng phải đề phòng, nó sẽ còn bạo khởi nên đả thương người, chỉ bằng trước diệt trừ đi. Ngô Phi Yến chần chừ thoáng trong giây lát, lập tức quan tưởng ngư long, chỉ thấy tinh thần lực quanh thân của nàng hóa thành nước chảy. Ngư long xuất hiện hết sức tinh diệu, thân dài hơn 10 trượng, hung hăng đánh về hướng cự hùng. Cùng lúc đó, Ngư Phi Yến chấn động hai tay, sau lưng lập tức sinh ra một đôi vũ rực. Trong lúc vỗ cánh bay lên cao, quát lên một tiếng, hồn binh lơ lửng ở trước người. Lê Tú Nương cũng cùng một lúc hành động, quan tưởng yêu thần, hoa yêu thần. Chỉ một ngón tay, hoa tươi rực rỡ, lạc hoa kiếm trận hình thành, đánh về hướng con công dương té ở trên mặt đất kia. Mà trái tim của con công dương đang nằm trên mặt đất kia lại đập mạnh một cú, âm thầm kêu khổ. Lén nhìn Trung Nhạc, lại thấy Trung Nhạc không nhanh không chậm đi về phía Hàn sư huynh, trong nội tâm không khỏi lo lắng. Người làm ơn đi nhanh lên một chút đi. Bọn hắn sở dĩ bố cục như vậy chủ yếu là vì dẫn bọn người Trung Nhạc nhập cuộc. Lần này bọn hắn dù sao cũng là tiến vào đại hoang, phạm vi thế lực kiếm môn không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu không kinh động đến luyện khí sĩ của kiếm môn
thì một người cũng đều đừng mơ tưởng mà rời khỏi. Cho nên bọn hắn không thể để chạy mất bất luận một người nào. Trên đường đi bọn hắn đã làm rõ thực lực của Trung Nhạc, Lôi Cổn, Lê Tú Nương. Bằng sức mạnh của ba người bọn họ rất khó bắt được hết thảy những người này. Mà tu vi của Trung Nhạc, Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến là cao nhất, cũng là người có khả năng chạy ra khỏi thú thần lĩnh nhất. Cho nên nhất định phải trước tiên tiêu diệt ba người bọn họ. Những người khác liền không đáng để lo. Ở dưới sự công kích của bọn người Công Dương, những đệ tử Lê Sơn Thị khác và đám người Đào Đại Nhi, Đình Lam Nguyệt căn bản trốn không thoát khỏi thú thần lĩnh được. Sau khi ba người bọn hắn gặp mặt liền thiết hạ cục này, ám toán Lôi Cổn, một mẻ hốt gọn đệ tử của Lôi Hồ Thị. Thế nhưng là tình huống bây giờ xuất hiện một sơ suất nho nhỏ, thực lực kém một chút. Ngô Phi Yến dốc sức liều mạng tấn công hướng Hùng Sư Huynh. Lê Tú Nương không kém Trung Nhạc bao nhiêu, lập tức đi về hướng chính mình, chuẩn bị cầm mình mà khai đao. Duy chỉ có thực lực mạnh nhất Trung Nhạc để cho bọn hắn kiêng kỵ nhất, lại vẫn còn gì đi về hướng Hàn Sư Huynh kia, làm cho Công Dương hận không thể đá một cước lên trên mông đít của hắn, làm cho hắn đi nhanh hơn một chút. Xoẹt! Kiếm trận của Lê Tú Nương chụp xuống, mang Công Dương vây ở trong trận. Một đạo kiếm khí đảo qua, cơ bắp của Công Dương run rẩy, lập tức liền thấy máu. Hắn cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ: nhỏ không nhịn sẽ làm loạn mưu lớn, ta nhẫn lại. Chỉ cần kéo dài một chút thôi, tiểu tử này đi đến bên người xà sư muội, xà sư muội xuất kỳ bất ý tiêu diệt hắn ta, còn lại ba đối hai, những nhân tộc nữ tử này còn không phải sẽ bị chết quá thảm hay sao? Kiếm trận khởi động trong khoảnh khắc liền để cho Công Dương thương tích đầy mình. Cũng may một thân da dê của hắn cứng cỏi vô cùng, đã bị tổn thương chỉ là bị thương ngoài da, không có vết thương chí mạng. Thế nhưng là sau một khắc, yêu thần sau lưng Lê Tú Nương oanh xuống trường ấn, thân hình Công Dương to như vậy lại gần như toàn bộ bị nện ở dưới mặt đất, suýt nữa liền nhịn không được muốn phun ra từng ngụm máu. Mà bên kia vị Hùng Sư Huynh kia gào thét không dứt, bị ngư long cắn kéo xuống một khối thịt lớn, lại để cho con hắc hùng này nổi giận. Là vì muốn dẫn Trung Nhạc nhập cuộc, chỉ có thể cố nén giả bộ như chính mình trong lúc tranh đấu với Lôi Cổn và Hàn Thanh Mặc đã lọt vào trọng thương, không còn lại bao nhiêu thực lực, miễn cho chính mình chụp chết Ngô Phi Yến, dọa chạy Trung Nhạc. Nhân tộc khốn kiếp này, bước chân có thể nhanh hơn một chút được không hả? Ngươi là ở đây cứu người hay là đến tàn bộ đấy? Hùng Sư Huynh gào thét, ánh mắt lườm hướng Trung Nhạc bất thiện, nâng lên bàn chân gấu liền hướng về Hàn Sư Huynh đập xuống. Hàn Sư Huynh này hiểu ý, lập tức thất tha thất thểu tránh né về phía Trung Nhạc. Yêu thú không được cản rỡ. Trung Nhạc uy phong lẫm lẫm quát lớn một tiếng, trong lúc giơ tay thì có lôi đình bộc phát ra, từng đạo lôi đình kiếm khí pang pang đâm vào trong đùi của con cự hùng kia, máu tươi và khói đen lập tức từ trong huyết nhục của hắc hùng phun trào ra. Hùng Sư Huynh khổ sở đến nỗi cơ hồ muốn ói ra máu, cúi đầu hướng nhân tộc tiểu bất điểm kia nhìn tới. Chỉ thấy Trung Nhạc quan tưởng ra hai con dao long đang lao nhanh về phía chính mình, dương nanh múa vuốt, sau một khắc lên bổ nhào vào lên trên hai chân của hắn. Ầm một tiếng, lôi đình bộc phát, bộ lôi kiếm khí ẩn chứa trong dao long cũng thẳng bộc phát. Hai chân của Hùng Sư Huynh máu tươi đầm đìa, nổi giận gầm lên một tiếng mới ầm ầm ngã xuống đất. Hàn Sư Huynh không cần kinh hoàng, trốn tới đằng sau ta này. Trung Nhạc hét lớn, càng hiển lộ ra uy phong lẫm lẫm, nhanh chóng nhìn chằm chằm hắc hùng té ở trên mặt đất cũng không quay đầu lại nói. Ngô Phi Yến lập tức thúc giục khuẩn binh hung hăng chém về phía Hùng Sư Huynh. Hàn Sư Huynh kia lảo đảo chạy vội vài bước, tầm đó đã đi tới khoảng cách sau lưng của Trung Nhạc không xa, trong mắt lập tức trở nên cực kỳ yêu dị yêu tà, cái cổ đột nhiên dài ra trở nên lại thô lại dài, trong khoảnh khắc liền hóa thành một con cự mãng mặt người, đầu mãng cao cao giơ lên tựa như thiểm điện cắn về phía Trung Nhạc. Giờ khắc này Công Dương cùng với Hùng Sư Huynh sắc mặt khẩn trương, đồng thời bạo khởi. Công Dương vừa mới nhảy lên liền bị yêu thần Lê Tú Nương liên tục hơn 10 đạo trường ấn xinh xinh đánh ở trên người, đánh cho xương cốt đứt gãy, da dê đều bị đánh đến nứt ra, rút cục nhịn không được mà thổ huyết, cúi đầu đánh về phía Lê Tú Nương. Mà hai chân của Hùng Sư Huynh bị thương, vừa mới nhảy lên hai chân liền mềm nhũn ngồi xuống dưới đất. Thế nhưng là sức mạnh của hắn mạnh nhất, đưa tay liền đánh nát ngư long do Ngô Phi Yến quan tưởng.
Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến đồng thời chấn động, thoáng nhìn thấy con rắn mặt người ở sau lưng Trung Nhạc, liền muốn há miệng nhắc nhở, chỉ là lúc này còn kịp hay sao? Mà vào lúc này, Trung Nhạc quay đầu lại, vẻ mặt vui vẻ, ngửa đầu, nhìn về phía con rắn mặt người, cười nói. Người ở sau lưng ta, thuận tiện cho ngươi ra tay, cũng thuận tiện cho ta ra tay. Vị xà sư muội kia còn chưa kịp đập xuống, nghe vậy, trong nội tâm cả kinh. Lại vào lúc này, đột nhiên cảm thấy sau đầu một mảnh lạnh buốt, một đạo kiếm quang màu đen tựa như thiểm điện đâm vào cổ của nàng, xoẹt xoẹt xoẹt, nhanh chóng quay chung quanh cổ của nàng chuyển động. Kiếm quang mang theo lôi âm cắt ra da rắn của nàng, giống như là cắt đậu hũ vậy, chỉ một thoáng liền quay chung quanh cổ của nàng vòng vo mấy chục vòng. Xà sư muội thét lên, chỗ cổ phun ra máu rắn, đầu rắn cực lớn đứt lìa ra, ầm một tiếng nện ở trên mặt đất, liên tục lăn lộn hơn 10 vòng mới đụng vào trong rừng rậm. Rầm rập một tiếng, cái thân thể không đầu kia lại đột nhiên biến thành thân rắn dài đến trăm trượng, lớn không thể tưởng tượng nổi, giãy giụa trong cái sân cốc này. Đầu rắn đã bị chém đứt lại còn không có lập tức chết đi. Dưới chân của Trung Nhạc bắn ra lôi quang, nâng thân thể bay cao lên, tránh thoát thân rắn đang giãy giụa. Hắn cong ngón búng ra, kiếm quang như thiểm điện chui vào trong mi tâm của con hắc hùng kia. Xoẹt! Kiếm quang màu đen từ sau đầu hắc hùng thoát ra. Cùng lúc đó, Trung Nhạc chân đạp lôi quang tựa như thiểm điện bay tới sau đầu hắc hùng, đưa tay ra đặt ở trên lỗ kiếm nhỏ nhắn bị kiếm xuyên qua kia. Bốn lôi kiếm quyết, vạn lôi tể phát. Trung Nhạc quát khẽ, lòng bàn tay có vô số đạo quang mang theo cái lỗ kiếm nho nhỏ này chui vào trong đầu lâu của hắc hùng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từ trong con mắt, lỗ mũi, trong lỗ tai của hắc hùng có từng đạo lôi đình kiếm quang bắn ra ngoài. Trong nháy mắt này, cái đầu khổng lồ như núi này của hắc hùng, ngay cả óc đều bị cắt đến nát bấy, bị lôi đình nướng cháy. Trung Nhạc đưa tay bắt lấy Long Lân kiếm, xoay eo quay người, chém thẳng về con công dương đang chiến đấu với Lê Sư Tỷ. Long hành vạn lý. Dưới chân của hắn bay ra giao long uốn lượn du động, lao thẳng đi tới. Kiếm quang sáng như tuyết, một kiếm hung hăng mà chém xuống. Công dương kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, dựng thẳng sừng nhọn trên đỉnh đầu nghênh đón. Chỉ nghe một tiếng long cong, kiếm quang chấn động, công dương kêu thảm một tiếng, một chiếc sừng dê cong cong trên đỉnh đầu bị ngạnh sinh mà chặt đứt. Người đã sớm nhìn ra đây là một cái bẫy phải không? Con công dương này tung người nhảy lên, từ trong vòng vây của Lê Tú Nương và Trung Nhạc nhảy ra, sau một khắc liền rơi xuống gần dặm bên ngoài. Tiếp lấy lại tung người nhảy lên, lại nhảy ra gần dặm bên ngoài, liên tục tung nhảy mấy chục lần, vậy mà theo trong sân cốc nhảy đến bên phía trên một tòa núi lớn, làm cho Trung Nhạc và Lê Tú Nương không đuổi kịp. Con công dương kia đứng trên đỉnh núi, xoay người lại, toàn thân là máu, thương thế rất nặng, lạnh lùng nói: "Giết xả sư muội và hùng sư huynh của ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Các ngươi tắm rửa sạch sẽ, chờ chết đi là vừa." Trung Nhạc chỉ một ngón tay, Long Lân kiếm bắn nhanh ra, con công dương kia tung người nhảy lên, phóng xuống dãy núi, lao nhanh đi. Mà vào lúc này, đệ tử Lê Sơn Thị và đám người Đào Đại Nhi ở giữa không trung mới kịp phản ứng lại, từng người vội vàng khống chế Thải Vân Gian cùng Lá Sen đuổi giết. Cái con công dương này lại biết nói chuyện sao? Trong đầu Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến hơi đờ ra, thất thanh nói: "Yêu tộc là yêu tộc tiến nhập đại hoang." Ngô Phi Yến rung giọng nói: "Vừa rồi con công dương kia nói sư tôn của hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chẳng lẽ nói bên trong thú thần lĩnh này có yêu tộc luyện khí sĩ sao?" Yêu tộc luyện khí sĩ, trong lòng Lê Tú Nương cũng cảm thấy nặng nề. Yêu tộc luyện khí sĩ xuất hiện trong đại hoang, chuyện này nhất định phải bẩm báo tới cao tầng của kiếm môn. Luyện khí sĩ không phải chúng ta có thể đối phó được, chúng ta lập tức rút lui. Trung Nhạc chạy vội như bay, đuổi theo truy kích con công dương kia. Hắn cao giọng nói: "Hai vị sư tỷ, các ngươi gọi bọn người Đào Đào trở về đi thôi, ta đi giết đầu dê kia." Ngô Phi Yến và Lê Tú Nương lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng kêu lớn: "Trung sư đệ, mau quay về." Trung Nhạc một đường chạy vội như bay, so với Tuấn Mã còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hắn cao giọng nói: "Nếu để cho con công dương này chạy trốn tới nơi ở của sư tôn hắn ta,
chúng ta một người cũng đừng mơ tưởng mà muốn sống đi ra khỏi thú thần lĩnh này. Nhị nữ chỉ thấy hắn hành động giống như giao long ở giữa núi rừng xuyên qua nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã đi lên đỉnh núi, đi xuống núi, biến mất không thấy gì nữa. Trung sư đệ cũng là vì tranh thủ thời gian cho chúng ta, nếu như kinh động yêu tộc luyện khí sĩ, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này thôi. Lê Tú Nương nhanh chóng nói, mau lập tức đuổi theo nhóm người Đào Đại Nhi, rời đi khỏi thú thần lĩnh này, báo cho cao tầng kiếm môn. Ngô Phi Yến gật đầu, nhị nữ lập tức phi thân lên, lưng Ngô Phi Yến mọc ra hai cánh, mà Lê Tú Nương thì lại là bộ sinh liên, nhanh chóng đuổi theo Thải Vân Gian và yêu thần Liên Hoa Diệp. Không qua bao lâu, nhị nữ đã bắt kịp đám người Đào Đại Nhi và đệ tử của Lê Sơn Thị. Chúng nữ quyết định thật nhanh bay ra bên ngoài thú thần lĩnh. Đám người Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến nhìn xuống phía dưới thì thấy Trung Nhạc đã đuổi theo con công dương kia, một người một thú đột nhiên ngắn ngủi va chạm. Nhưng ngay sau đó, con công dương kia tung người nhảy, bỏ lại Trung Nhạc, lưu lại một mảnh máu ở bên trên không trung. Chỉ mong Trung sư đệ có thể ở trước lúc yêu tộc luyện khí sĩ kia bị kinh động, chém chết con công dương này, sau đó bình an mà trở về. Chúng nữ thầm nghĩ trong lòng. Giữa núi rừng, công dương chiến lực kinh người giao thủ với Trung Nhạc, có từng mảnh núi rừng bị động sập. Thân to sức mạnh, những lời này không sai, thân thể càng lớn, sức mạnh càng mạnh. Con công dương này thân thể cao tới hơn 9 trượng, ra sức vừa nhảy có thể nhảy cao đến 6-70 trượng, có gần hơn dặm sức bật kinh người vô cùng. Nếu vào lúc bình thường chính diện đối kháng, Trung Nhạc cũng không dám nói có thể ổn thỏa mà thắng được con công dương này. Cũng may con công dương này tự mua dây buộc mình, vì dụ dỗ đám người Trung Nhạc mắc câu, ở trên người mình tự tạo chút vết thương, lại bị Lê Tú Nương đánh cho trọng thương, cắt đứt mấy cây xương sườn, da dê cũng bị đánh cho thủng lỗ chỗ. Thực lực công dương hao tổn lớn, dù là như thế Trung Nhạc cũng không dám chậm trễ chút nào. Tuy con công dương này đã bị trọng thương nhưng vẫn chống cự rất ngoan cố, vẫn có thực lực mà chém giết hắn. Nếu là bất cẩn để lật thuyền trong mương, vậy thì thua lỗ lớn. Nhạc tiểu tứ, phương hướng con công dương này chạy chối chết chính là phương vị của tinh khí thú thần. Đột nhiên trong thức hải của Trung Nhạc chuyển đến giọng nói của Tân Hỏa. Xem ra sư phụ của con công dương này, cái vị yêu thần luyện khí sĩ kia, hẳn là đang cố gắng tiến vào trong phong ấn của thú thần mà cướp lấy thú thần tinh khí rồi. Trung Nhạc nghiêm nghị trong lòng nói, nếu là yêu tộc luyện khí sĩ kia đang ở trong phong ấn của thú thần, ta chẳng những không có bất kỳ cơ hội nhận được thú thần tinh khí, hơn nữa tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của hắn ta. Người quá khinh thường phong ấn của thú thần rồi. Lúc thú thần tử vong, phong ấn linh hồn và tinh khí của mình, làm như vậy là để không chết đi. Sau khi nhận được tế tự, linh hồn sẽ vĩnh sinh. Tân Hỏa cười lạnh nói, phong ấn của hắn ta cho dù buông lỏng cũng không phải là cướp lấy dễ dàng như vậy đâu. Giống như thần ma cỡ này, trước khi chết đi, tâm niệm vừa động là có thể ở trong người bố trí ra từng loại phong ấn, giam cầm, cấm chế, sát cơ nặng nề. Giờ phút này, vị yêu tộc luyện khí sĩ kia hơn phân nửa là đang phá vỡ cấm chế, vô cùng gian khổ rồi. Muốn lấy được thú thần tinh khí cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu. Trong lúc nói chuyện, Trung Nhạc lần nữa đuổi theo con công dương kia, tung người nhảy đến chân lưng dê, nhanh chóng chạy vội, chạy thẳng tới đỉnh đầu của công dương. Sau đó kiếm quang đồng thời chớp động, Long Lân kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, đâm vào trong trái tim của công dương. Nhưng vào lúc này, dưới chân Trung Nhạc đột nhiên trống rỗng, chỉ thấy con cự hình công dương kia đang nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, để cho hắn đạp hụt một cước, mà Long Lân kiếm cũng đâm thẳng vào trong không khí. Con công dương kia biến thân hình cao hơn người, hai chân đứng thẳng giống như người, thân người đùi dê, trên người mặc áo da dê, chẳng qua là ở trên cổ mọc ra một cái đầu, treo râu bạc thật dài, đỉnh đầu chỉ có một cái sừng, một cái sừng khác đã bị Trung Nhạc chặt đứt. Tiểu tử thối, sư tôn ta đang ở gần đây, ta để ngươi chết không có chỗ trốn. Quái vật nửa người nửa dê này thân chịu trọng thương, hung hăng trợn mắt nhìn Trung Nhạc một cái, hai chân tung nhảy như bay, giống như gắn lò xo vậy, nhanh chóng né tránh Long Lân kiếm và Bôn Lôi kiếm khí đâm tới, chạy trốn về phía một mảnh vách núi. Vách núi kia trắng giống như cái màn lớn bằng tuyết vậy, rất ngang giữa sân thủy thú thần lĩnh,
hiện ra vẻ rất là đột ngột. Nếu như đổ lại là đám người Lê Tú Nương hoặc là Ngu Phi Yến tới đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì trước kia các nàng đã tới Thú Thần Lĩnh, căn bản không có vách núi giống như tấm màn trắng này. Tòa vách núi này hẳn là gần đây mới xuất hiện ở trong Thú Thần Lĩnh. Bất quá Trung Nhạc chưa từng tới nơi này bao giờ, tự nhiên cũng không kinh ngạc chút nào, chỉ lo đuổi giết con công dương kia. Sư tôn, mau cứu ta, mau cứu ta. Công dương bị bôn lôi kiếm khí bao phủ, tung người đụng vỡ kiếm khí, vọt thẳng tới vách núi kêu lớn. Sư tôn. Tốc độ của hắn cực nhanh, lấy cái tốc độ này vọt tới vách núi, nhất định sẽ bị đụng đến tan xương nát thịt. Trung Nhạc làm như không thấy, dưới chân đột nhiên bộc phát lôi đình, tốc độ trở nên nhanh hơn, lấy tư thế long hành vạn lý, gia tốc mà đến gần. Mắt thấy con công dương kia sẽ phải đụng vào trên vách núi, đột nhiên chỉ thấy vách núi đung đưa, công dương liền biến mất không thấy gì nữa. Trung Nhạc trong lòng khẽ động, theo sát phía sau mà đi, chỉ thấy vách núi đập vào mặt, mắt thấy liền muốn đụng vào, lúc này đột nhiên vách núi đung đưa như mặt nước vậy, thế nhưng không có va chạm vào bất kỳ vật gì. Trung Nhạc và Long Lân Kiếm cùng nhau xuyên qua. Kiếm khí ngang trời. Trung Nhạc quát khẽ, lôi đỉnh quanh thân như kim xà loạn vũ bảo vệ quanh thân, phòng bị đánh lén. Đợi đứng vững được bước chân, lúc này mới nhìn quanh bốn phía một lượt. Tân Hỏa thầm khen một tiếng. Đặt ở một tháng trước đây, Trung Nhạc vẫn còn là một tiểu tử lỗ mãng, chưa ráo máu đầu. Bàn về kinh nghiệm, so với đám người Đỉnh Lam Nguyệt, Đào Đại Nhi không bằng được. Thường xuyên cần bọn họ chỉ điểm, mà bây giờ Trung Nhạc cũng đã trở nên cực kỳ lão đạo, đanh đá chuông hoa, tiến bộ rõ rệt. Sao? Nơi này là... Trung Nhạc nhìn khắp xung quanh, cảnh tượng nơi này khác biệt rất lớn với phía bên ngoài. Phía ngoài tuy thế núi hiểm ác, thế nhưng là núi non trùng điệp, cây rừng xanh mướt trùng điệp, có một vẻ đẹp đặc biệt, còn ở đây lại lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Chỉ thấy có từng tấm bia đá san sát, tấm bia đá cao tới mấy trượng, ở giữa các tấm bia đá còn có hoa cỏ cây cối, còn có sông nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể thấy được từng ngọn đài cao đứng vững ở giữa những tấm bia đá. Bất quá, hết thảy những thứ này đều đang chuyển động. Tấm bia đá kia đang không ngừng thay đổi phương vị, hoa cỏ cây cối cũng đang biến hóa vị trí, phảng phất như những thứ này còn sống vậy. Bất động đấy, thế nhưng vẫn còn sống, chỉ có mấy chục tòa đài cao kia. Mà con công dương kia thì đã đi vào trong rừng, trong tấm bia đá. Khoảng cách của nó với Trung Nhạc không xa, lộ ra vẻ rất là cẩn thận, đứng ở nơi đó không dám di chuyển bước chân. Nơi này chính là phong ấn của thú thần. Tân Hỏa thông qua ánh mắt của Trung Nhạc nhìn xung quanh nói, những tấm bia đá, hoa cỏ cây cối và đài cao này đều là tinh thần lực của thú thần trước khi chết hiển hóa ra, dùng tinh thần lực chế tạo mà thành. Người nhìn kỹ đi, toàn bộ những thứ ở nơi này cũng không phải là đang di động, mà là tại sau khi phân giải, tổ hợp lại. Sao? Tinh thần lực hiển hóa ra sao? Trung Nhạc tập trung tinh thần, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy được hình ảnh nhỏ hơn. Những tấm bia đá, thậm chí hoa cỏ cây cối và nước chảy, quả thật là đang không ngừng phân giải, tổ hợp, biến thành tinh thần lực nhỏ bé nhất, sau đó lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Chẳng qua là tốc độ biến hóa quá nhanh, mắt thường không cách nào dễ dàng bắt kịp được. Cũng may, hắn lấy lôi đình luyện hồn, lại dùng giao long luyện thể, nên mới có thể miễn cưỡng thấy được biến hóa rất nhỏ. Nhưng nếu muốn thấy rõ ràng, lấy nhãn lực trước mắt của hắn còn không cách nào mà làm được. Trước khi thú thần chết đi, dùng tinh thần lực bày ra cái phong ấn này để bảo vệ tinh khí của mình không có trôi mất đi. Ở trên những tấm bia đá này hiện đầy các loại đồ văn, đồ đằng. Mỗi một mặt của tấm bia đá đều ẩn chứa một loại pháp môn sát phạt. Tân Hỏa tiếp tục quan sát nói, bởi vì toàn bộ nơi này đều là tinh thần lực tạo thành, nếu là có người bước vào trong đó, tinh thần lực của thú thần sẽ thúc giục pháp môn sát phạt bên trong tấm bia đá chém giết người xâm lăng. Mà chung quanh mỗi một mặt tấm bia đá lại có 6 mặt tấm bia đá gần đó. Nói một cách khác, sẽ có 7 loại pháp môn sát phạt qua lại tổ hợp, hóa thành một tòa thất sát trận pháp kia. Trung Nhạc suy tư nói, nói cách khác, mỗi một tấm bia đá đều là một tòa thất sát trận sao? Mỗi một tòa trận thế thất sát trận đều không giống nhau ư? Thất sát trận này có thể dùng loại phương pháp này phá trận thông qua,
sang một tòa thất sát trận khác lại dùng loại phương pháp này, đó là một con đường chết sao? Chính xác, đúng vậy. Tân Hỏa tán thán nói, bất quá đây chỉ là tiểu đạo. Ngươi nhìn những cái đài cao kia đi, xung quanh đài lại có 49 tấm bia đá. Đây cũng là một loại đại trận thế khác kìa. Vì lẽ đó, 49 tòa thất sát trận tạo thành sát phạt trung trận, hoàn toàn đan xen với các tiểu trận thế. Xúc động tiểu trận thế là có thể kích phát đại trận thế. Tiểu trận chém giết luyện khí sĩ cũng là dễ dàng. Trung trận, cho dù nhân vật như Phương Kiếm Các, Tả Tưng Sinh tới đây cũng phải nuốt hận thôi. Mà những cái đài cao lại có 49 cái, lại là một tòa sát phạt đại trận. Tòa sát phạt đại trận này rất là kinh người. Dù là môn chủ kiếm môn các ngươi tới đây, chỉ sợ cũng phải đánh giấm thôi. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lại nói, không, tại sao lại chỉ có 48 cái đài cao vậy? Đây cũng chính là nguyên nhân thú thần tinh khí bị tiết lộ. Tân Hỏa Tiểu Đồng đang ngắm nhìn nói, một cái đài cao khác vẫn còn, đoán chừng là đại hoang đã từng phát sinh qua động đất, địa thế bị thay đổi, mang cái đài cao đó chìm xuống dưới đất rồi, làm cho sát phạt đại trận không cách nào vận chuyển, cũng làm cho phong ấn này buông lỏng. Trận pháp này quá tinh diệu, chỉ cần có một chút sơ hở thôi thì sẽ xuất hiện càng nhiều sơ hở hơn, hoàn toàn đan xen. Chỉ cần có một khâu khấu trừ không được thì sẽ hoàn toàn chặt đứt đi. Quỹ tích vận hành của những tấm bia đá này cũng đã phát sinh biến hóa rồi, uy lực đã bị yếu đi. Có tấm bia đá còn không cách nào tạo thành thất sát trận được, uy lực không cách nào bộc phát ra, làm cho người khác có khả năng tiến vào trong đó được. Nếu như phong ấn có đầy đủ trận thế, ta muốn đi vào cũng phải nhức đầu thật lâu. Thế nhưng là lúc này thì lại dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhạc tiểu tử, ta sẽ hướng dẫn ngươi phá trận, chúng ta đi đoạt thú thần tinh khí kia. Vậy còn con công dương kia thì sao? Cái tên này mới vừa nãy đạp sai một bước rồi, đã chết chắc rồi. Trung Nhạc nhìn về phía con công dương kia, chỉ thấy những tấm bia đá ở xung quanh con công dương đột nhiên ngừng vận chuyển. Trên tấm bia đá có màu máu rỉ ra, giống như là tấm bia đá đang chảy máu. Vết máu ở trên tấm bia đá ngọ nguậy, vẽ ra vài bức đồ đằng quỷ dị. Bảy mặt tấm bia đá đều đồng thời chảy máu, đồ đằng trên tấm bia đá cũng đang dần dần rõ ràng. Công Dương vội vàng bỏ chạy, đột nhiên chỉ thấy từ trong tấm bia đá xuất hiện bảy tôn thần ma. Từng cái bàn tay to bắt được đỉnh đầu và tứ chi của Công Dương, dùng sức xé một cái, liền đem con Công Dương này xé thành mấy mảnh, bị bảy tôn thần ma xé xác ăn không còn. Còn vết máu lưu động trên tấm bia đá, từ lúc bảy tôn thần ma vừa biến mất đã không nhìn thấy nữa. Đồ đằng văn trên tấm bia đá cũng biến mất theo. Người thấy không, nếu như người đi nhầm một bước thôi thì sẽ có kết quả giống như con công dương kia. Tân Hỏa đắc ý nói, bất quá đã có ta ở đây rồi, người muốn xuyên qua phong ấn này tiến vào trong phong ấn. Lại nói lúc bây giờ Trung Nhạc dõi mắt nhìn theo, thấy bia đá thành rừng, đài cao đứng vững, không khỏi dùng mình một cái. Sau khi thú thần chết đi, tinh thần lực không tiêu tán, xúc động đến trận pháp, trong tấm bia đá đã hiện lên bảy tôn ma thần xé xác căn con công dương kia. Đây mới chỉ là thất sát trận trụ cột nhất mà thôi. Nếu là trung cấp trận thế, từ 49 tòa thất sát trận tạo thành bị dẫn phát ra, uy lực lại mạnh đến cỡ nào đây? Mà đại hình trận pháp từ 49 tòa trung cấp trận pháp hình thành bị dẫn động, uy lực lại mạnh bao nhiêu đây? Chỉ sợ trong vòng 10 vạn dặm đại hoang sẽ tái hiện cảnh tượng thần ma hàng lâm kinh khủng nhất. Mà đây chỉ là phong ấn trước khi chết của thú thần mà thôi. Nếu như thực lực của vị thú thần còn ở trạng thái đỉnh phong, uy lực của phong ấn khẳng định sẽ càng thêm chí cương chí mãnh. Đi vào bên trong trận pháp khủng bố như vậy, mặc dù có Tân Hỏa hướng dẫn, nhưng hắn vẫn còn có chút nhàn nhạt lo lắng. Bất quá trong lòng của hắn thậm chí lại có chút chờ mong, chờ mong có thể chứng kiến cảnh tượng nguyên vẹn thú thần đại trận bộc phát uy năng. Ta nhất định là bị Tân Hỏa dạy hư mất rồi, nếu không làm sao lại đi mong đợi đại trận bậc này bộc phát cho được. Trung Nhạc nháy mắt mấy cái, từng bước làm theo hướng dẫn của Tân Hỏa đi vào trong trận, không có đạp sai bất kỳ một bước chân nào. Trung Nhạc thầm nghĩ, nếu như tòa đại trận này mà bộc phát, chỉ sợ sẽ kinh khủng giống như là thiên tai hàng lâm vậy. 800 dặm thú thần lĩnh này đều khó mà giữ được. Chỉ có người sợ thiên hạ bất loạn mới sẽ hy vọng đại trận bộc phát thôi. Nhạc tiểu tử, nếu như tòa đại trận này mà bộc phát thì...
Nhất định cực kỳ đồ số. Đợi tí nữa, chúng ta có thể thử tìm tòi xem có thể tìm ra cái đài cao bị chìm nghỉm kia hay không, bổ toàn lại tòa đại trận này. Tân Hỏa hưng phấn nói, quả nhiên ta là bị hắn dạy hư mất rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ. Tân Hỏa trong miệng thì thào ra tiếng, tính toán quy tắc vận chuyển của trận pháp, hướng dẫn hắn chậm rãi xâm nhập vào trong trận pháp, trên đường đi bình an vô sự. Ồ, trên mặt tấm bia đá này, tại sao lại có thể có đồ đằng văn được? Trung Nhạc đột nhiên nhìn thấy trên mặt một tấm bia đá có máu tươi đầm đìa, dòng máu vẫn chưa khô héo, vẽ lấy một bộ đồ án đồ đằng quỷ dị, hắn không khỏi tò mò. Trên mặt những tấm bia đá khác đều sạch sẽ, chỉ khi có người xúc động trận pháp mới có thể hiện ra đồ đằng văn chém giết người xâm nhập. Sau khi người xâm nhập chết đi, đồ đằng văn liền sẽ tự động biến mất. Đồ đằng văn ở trên mặt tấm bia đá này khẳng định không phải là phong ấn của thú thần, mà là có người khác bố trí rồi. Chẳng lẽ là sư phụ của con công dương kia sao? Vị yêu tộc luyện khí sĩ nọ sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Hắn lưu lại đồ đằng văn này ở trên tấm bia đá, hắn là dùng để phá giải áp chế đồ đằng thất sát trận rồi. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát những đồ đằng văn này, chỉ thấy hoa văn cực kỳ thâm ảo, hoàn toàn khác biệt với các đồ đằng văn của kiếm môn. Đồ đằng văn của kiếm môn tôn trọng tự nhiên, bất kể là lôi đình đồ đằng văn hay là giao long đồ đằng văn mà Trung Nhạc trước mắt học được, đều là y theo lôi đình đồ án và giao long đồ án trong tự nhiên mà có được tư tưởng. Biến hóa của lôi văn và long văn chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mà đồ đằng văn của yêu tộc lại nhiều ra rất nhiều khí thế sát phạt và biến hóa yêu dị. Dùng máu để luyện chế đồ đằng văn, tăng lên uy năng đồ đằng văn lại càng thêm quỷ dị. Ồ, máu này là máu người. Trung Nhạc ngửi thử mùi máu, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Đồ đằng văn trên tấm bia đá là dùng máu người để vẽ, hơn nữa còn dùng máu của đồng nam đồng nữ. Nhân tộc chúng ta ở bên ngoài đại hoang thật sự hèn mọn như vậy sao? Nếu quả thật đúng như lời của Tân Hóa, tộc chúng ta là hậu duệ của Phục Hy thần tộc, vậy tại sao lại rơi vào tình cảnh như bây giờ đây? Hắn lấy lại bình tĩnh, dựa theo hướng dẫn của Tân Hỏa đi thẳng về phía trước, xâm nhập đại trận. Không qua bao lâu, Trung Nhạc đột nhiên nhìn thấy phía trước có yêu khí tràn ngập, hóa thành sương mù tối tăm mờ mịt. Trong sương mù mơ hồ có máu đang bắt đầu chảy, hóa thành một cái thân thể khổng lồ như thần như ma di chuyển ở trong sương mù. Chẳng lẽ là vị yêu tộc luyện khí sĩ kia sao? Trung Nhạc vừa mới nghĩ tới đây, liền thấy sương mù đột nhiên biến hóa, thân hình cực lớn biến thành từ máu trong sương mù, bất chợt quay đầu lại nhìn về phía hắn. Trong sương mù hiện ra một con mắt cực lớn đỏ rực như lửa vậy. Trung Nhạc lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong thức hải đột nhiên xuất hiện một con mắt bằng máu cực lớn, nhấp nhô nhanh như chớp, lơ lửng ở trên không thức hải, thể tích lớn tới vài mẫu. Bị con mắt này nhìn một cái, khí huyết toàn thân hắn gần như sôi trào lên, hóa thành từng luồng dũng mãnh lao vào trong thức hải. Trong nháy mắt, liền bị con mắt này cắn nuốt tất cả khí huyết. Phương thức công kích quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là vị luyện khí sĩ yêu tộc kia ra tay với ta sao? Vậy mà lại dám can đảm ở trong thức hải của ta hại ta sao? Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, lập tức quan tưởng tọa hoàng. Thức hải bốc lên, trong thức hải hồn phách hóa thành tọa hoàng từ từ bay lên. Sấm sét vang dội, lôi đình vạn quân. Nơi lôi đình đánh xuống đều bị thúc gãy, nơi vạn quân áp tới đều bị áp diệt. Tọa hoàng vừa ra, tựa như thần hoàng ngồi trên thiên đình, hết thảy tà ma lui tán. Con mắt máu ở trên không thức hải của hắn ầm một tiếng liền bị tọa hoàng luyện hóa, hóa thành tinh thần lực tinh thuần, biến thành mưa to nhao nhao rơi xuống, làm cho thức hải của Trung Nhạc cũng tăng lên theo. Tu vi tinh thần lực thoáng cái tăng lên gần một nửa. Luyện hóa con mắt máu này hiệu quả vậy mà tương đương với ta phục dụng khoảng 100 viên vũ linh đan. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ. Từ trong sương mù xám kia truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Chỉ thấy sương mù tản đi, thần ma ở trong sương mù cũng tùy theo mà tán. Một âm thanh yêu dị lạnh lùng nói, luyện khí sĩ kiếm môn sao? Lại còn là một tên tiểu quỷ còn trẻ như vậy sao? Nếu như bắt được mang ra bên ngoài đại hoang, nhất định có thể bán được giá tiền rất cao. Người đã xuất hiện ở chỗ này,
Như vậy ba người đệ tử của ta xem ra cũng đã gặp bất trắc rồi. Luyện khí sĩ sao? Hắn rõ ràng lại cho ta là luyện khí sĩ của kiếm môn sao? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra ta còn chưa trở thành luyện khí sĩ sao? Trong lòng của Trung Nhạc buồn bực, nhưng hắn lại không biết rằng chính mình ở trong chớp mắt liền luyện hóa mất huyết nhãn. Mặc dù không có cho vị luyện khí sĩ yêu tộc kia tạo thành được bao nhiêu tổn thương, thế nhưng đây là loại thần lực có độ bền bỉ và lực công kích khủng bố, là bản lĩnh mà luyện khí sĩ mới có thể có được. Chỉ là vị luyện khí sĩ yêu tộc kia lại thật không ngờ, tuy độ bền bỉ và lực công kích của tinh thần lực Trung Nhạc đạt tới tiêu chuẩn của luyện khí sĩ, thế nhưng tu vi tinh thần lực lại rất yếu ớt, thức hải chỉ lớn 500 mẫu. Vị luyện khí sĩ yêu tộc chỉ tùy tiện thi triển tinh thần công kích, tự nhiên là không cách nào xác minh tu vi thực sự của Trung Nhạc. Ba người đệ tử của ngươi là một con dê, một con rắn và một con gấu phải không? Trung Nhạc cười ha ha, trong lòng không có sợ hãi chút nào, cất cao giọng nói. Ta đã giết hai con còn lại trốn vào trong mảnh phong ấn này, chính mình xúc động trận pháp nên đã chết rồi. Yêu tộc huynh đài à, kính xin bớt đau buồn đi. Bọn chúng tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Bất quá, người giết đệ tử của ta, người cũng chết chưa hết tội. Âm thanh của luyện khí sĩ yêu tộc kia truyền đến lại yêu dị gấp đôi. Hắn cười nói, mặc dù ngươi cũng là luyện khí sĩ, nhưng là bản lĩnh lại không bằng ta. Hơn nữa, ta là yêu tộc, là cùng tộc với thú thần. Ở trong phong ấn của thú thần này, ta có thể điều động sức mạnh của trận pháp gạt bỏ ngươi. Tiểu quỷ! Trung Nhạc cất bước đi thẳng về phía trước. Câu nói của luyện khí sĩ yêu tộc kia còn chưa có nói xong, Trung Nhạc đã chạy tới phía trước hắn, bước chân di chuyển như vào chỗ không người. Xem tòa đại trận sát cơ từ phía này như không tồn tại vậy. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy luyện khí sĩ yêu tộc kia cao cao gầy gầy, thân cao có hơn một trượng, tướng mạo tương tự như nhân tộc, chỉ là trên làn da mọc đầy miếng vảy, không biết là chủng tộc gì. Ở sau lưng hắn có một cái hồ lô lớn cao đến một người. Trong hồ lô sôi trào bốc lên máu tươi, từng đoàn máu tươi ở trên miệng hồ lô không ngừng lăn qua lăn lại. Bên trong mỗi một đoàn máu tươi đều có một cái hồn phách của đồng nam hoặc là đồng nữ. Trong hồ lô này chứa đựng đều là máu tươi của đồng nam đồng nữ, không biết cần phải giết bao nhiêu người mới có thể luyện ra được một hồ lô máu tươi như vậy. Tên luyện khí sĩ yêu tộc kia nhìn thấy Trung Nhạc chỉ trong vài bước chân đã đi tới phía trước chính mình, trong nội tâm lại càng hoảng sợ. Kẻ này chẳng lẽ là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Giả bộ chưa là luyện khí sĩ, thế nhưng kỳ thực lại là lão quái vật của kiếm môn sao? Nếu không hắn làm sao có thể đối với trận pháp này rõ như lòng bàn tay, dễ dàng như thế liền xâm nhập phong ấn thú thần được đây? Không, không phải. Trung Nhạc khoảng cách rất gần với hắn, chỉ còn cách mấy tấm bia đá. Tu vi Trung Nhạc lập tức bị hắn xem thấu. Một tên tiểu quỷ nhân tộc, một tên tiểu quỷ, ngay cả linh đều không có cảm ứng được sao? Vị luyện khí sĩ yêu tộc kia ngơ ngác nhìn Trung Nhạc, thất thanh nói, người không phải luyện khí sĩ của kiếm môn, làm sao sẽ tinh thông phong ấn thú thần tới được nơi này như vậy? Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, chưa thành tiểu luyện khí sĩ, tinh thần lực so với luyện khí sĩ đã không kém bao nhiêu, quả thực là một cực phẩm trong nhân tộc mà. Nếu là bắt giữ được ngươi, giá cả nhất định còn cao hơn cả luyện khí sĩ nhiều. Tiểu quý, ngoan ngoãn lưu lại đi, huyết hồ lô tế lên. Hồ lô kia lập tức sôi trào, bốc lên huyết tương, hóa thành một cái bàn tay lớn, màu máu, to rộng hơn một trượng, chụp về phía Trung Nhạc, đang cách vài tấm bia đá. Nhạc tiểu tử, đi ba bước sang trái, rồi nhảy về phía trước một trượng sáu cho ta. Tân Hỏa bỗng nhiên lên tiếng nói. Trung Nhạc theo lời đi ra ba bước, hướng về phía trước tung người, nhảy ra một trượng sáu, hoàn toàn nhảy tới biên giới của tòa thất sát đại trận này. Mà cái bàn tay lớn màu máu kia cũng vừa lao tới sau lưng của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, trên mặt những tấm bia đá của tòa thất sát đại trận này đột nhiên nổi lên biến hóa. Trên tấm bia đá có máu tươi chảy ra, sau đó trên tấm bia đá xuất hiện đồ đằng văn. Thất sát đại trận lập tức được khởi động. Tân Hỏa không nhanh không chậm nói, đi về phía trước một bước đi. Trung Nhạc lại về phía trước bước ra một bước,
đi ra khỏi thất sát đại trận. Cũng vào lúc này, thất sát đại trận khởi động. Bàn tay lớn trong huyết hổ lô vừa định bắt xuống, liền đụng phải khí tức kinh khủng vừa bộc phát trong bảy mặt tấm bia đá. Tinh thần lực thú thần ẩn giấu trong tấm bia đá cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành bảy tôn thần ma ầm ầm xông nát bàn tay lớn màu máu. Tân Hóa, nếu như ta từ bên ngoài công kích tòa sát trận này thì nó sẽ như thế nào? Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía tòa thất sát trận này, chỉ thấy mình đã đi ra khỏi phạm vi 49 khối bia đá xung quanh đài cao, trong lòng bất chợt hơi động, đột nhiên nói. Tân Hỏa cười nói, thì ngươi sẽ khởi động tòa trung cấp sát phạt trận pháp này. Sao, như thế nào? Ngươi cũng có dục vọng phá hư, muốn hiểu biết một chút uy năng của tòa trung cấp sát trận này sao? Vậy thì biết một chút đi. Trong mắt của Trung Nhạc lóe lên tinh mang, khẽ quát một tiếng, tinh thần lực hiển hóa sao long, hung hăng nhảy vào trong đại trận, lao về phía bảy tôn thần ma kia. Khóe mắt vị luyện khí sĩ yêu tộc kia nhìn thấy cảnh này, vội vàng quay người liều mạng chạy ra phạm vi trận pháp. Nhưng vào lúc này, chợt thấy bảy tôn thần ma kia đột nhiên sắc nhập vào nhau, hóa thành một con yêu quái có bảy cái đầu lâu, mọc ra 14 cánh tay, 14 chân. Giao long từ tinh thần lực Trung Nhạc biến thành, còn chưa tới gần đã bị khí tức của tôn thần ma này đập vụn. Cùng lúc đó, 48 tòa sát trận khác cũng đồng thời khởi động. Trên mặt từng tấm bia đá có máu tươi phun ra, từng tôn thần ma xuất hiện mở miệng gào thét. Chỉ thấy tòa trung cấp sát phạt đại trận này khởi động, từng tôn thần ma sáp nhập với nhau, khí thế càng ngày càng mạnh. Cuối cùng chỉ còn lại có 49 tôn ma thần bảy tay đang liều mạng xung phong qua lại ở trong trận, quấy nát hết thảy. Trung Nhạc đứng ở ngoài trận nhìn vào, thấy vị luyện khí sĩ yêu tộc kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị phá tan thành từng mảnh, bị 49 tôn thần ma bảy tay xé xác ăn tươi, ăn tới không còn một mảnh. Mà 49 tôn thần ma kia đột nhiên lại lần nữa sáp nhập vào nhau, cuối cùng hóa thành một tôn thần ma đỉnh thiên lập địa. Nó đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn, chấn động những đám mây trên không bay tản ra, cảnh tượng vô cùng kinh người. Đây chính là uy năng của trung cấp sát trận. Trung cấp sát trận quả nhiên bá đạo mà. Trung Nhạc lắc đầu đi thẳng về phía trước. Đại Hoàng không phải là nơi mà yêu tộc các ngươi nên tới, chỉ tiếc rằng ngươi biết được quá muộn. Lại nói tới kim đỉnh của kiếm môn, đại điện xanh vàng rực rỡ, nguy nga và trắng quan. Đứng ở trên kim đỉnh, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ ánh nắng nhiều hơn dưới chân núi một canh giờ. Mà ở ngay trung tâm kim đỉnh đứng vững một tòa đài cao. Trên đài cao núp một con dị thú, trên đầu mọc ra bốn cái đầu. Đối diện với bốn cái đầu là bốn phương tám hướng của đại hoang. Con dị thú kia giống như một bức điêu khắc, có rất nhiều luyện khí sĩ kể từ khi lên núi tới nay cũng chưa từng phát hiện con dị thú này nhúc nhích qua một chút nào. Nhưng hôm nay con dị thú này đột nhiên đung đưa thân thể, bộ lông vàng trên cổ dựng thẳng lên, một cái đầu lâu trong đó trừng tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm về phía phương hướng thú thần lĩnh. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng hô trầm thấp. Tiếng hô trầm thấp chấn động kim đỉnh. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, liền thấy một vị trưởng lão áo trắng xuất hiện trên đài cao, khẩn trương nói: "Tứ Minh thú, xảy ra chuyện gì vậy?" Con dị thú kia mở miệng, âm thanh chấn động, trầm giọng nói: "Hồi bẩm đại trưởng lão, thú thần lĩnh đại hoang có động tĩnh rồi, mơ hồ có uy năng của thần ma." Con tứ minh thú này bởi vì có bốn cái đầu, có thể xem bốn phương tám hướng, nhìn thấy được cực xa, chính là dị chủng thụy thú hiếm thấy trong đại hoang. Vì vậy vị trưởng lão kiếm môn đặt ở chỗ cao nhất trên núi kiếm môn, dùng để quan sát động tĩnh trong 10 vạn dặm đại hoang. Nếu như gặp phải dị biến hoặc là ngoại địch xâm lấn là có thể trước tiên báo động được. Mời đại trưởng lão nhìn. Cái đầu đang nhìn về phương hướng thú thần lĩnh của tứ minh thú, trợn tròn hai tròng mắt, bắn ra một cái màn sáng. Trong màn sáng mơ hồ chiếu rọi ra cảnh tượng của thú thần lĩnh. Có thể nhìn thấy trung tâm 800 dặm thú thần lĩnh đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh khủng. Một tôn thần ma thân thể cao ngàn trượng, ngửa mặt lên trời giống giận, giống nát đám mây trên không trung. Bức cảnh tượng này chính là dị tượng do Trung Nhạc xúc động trung cấp trận pháp trong phong ấn thú thần chu diệt luyện khí sĩ yêu tộc kia tạo thành. Sao đây là... Từng đạo bạch quang chớp động
rơi vào trên đài cao, hóa thành từng vị trưởng lão áo trắng của kiếm môn. Nhìn thấy hình ảnh trong ánh mắt của Tú Minh Thú, rối rít lấy làm kinh hãi, thất thanh nói: "Phòng ấn thần cấp sao? Trong truyền thuyết, thú thần lĩnh là do một tôn thú thần sau khi chết đi biến thành. Chẳng lẽ tin đồn này là thật sự sao? Nơi đó thật sự là từ thi thể của thú thần biến thành sao?" "Thi thể của thú thần biến thành chỉ là chuyện nhỏ, tại sao lại lưu lại thần cấp phong ấn mới là chuyện lớn kìa. Chẳng lẽ thú thần phong ấn bảo tàng của mình sao?" "Lần này thì nguy rồi. Yêu tộc bên ngoài đại hoang vốn đã nhìn chằm chằm vào đại hoang. Chẳng qua là do có kiếm môn ta chấn áp ở chỗ này, bọn họ lại không muốn thương vong thảm trọng, cho nên mới không có tiến vào đại hoang. Lúc này phong ấn thần cấp trong thú thần lĩnh vừa hiện, xác minh trong thú thần lĩnh thật là có bảo tàng của thú thần. Chỉ sợ yêu tộc ngoài đại hoang sẽ ra tay với đại hoang ta thôi." Sắc mặt của các vị trưởng lão kiếm môn đều ngưng trọng vô cùng, cảm giác được khôn cùng áp lực. Hiện nay môn chủ thế hệ này của kiếm môn đã già, chỉ một chuyện chọn lựa môn chủ tiếp theo cho kiếm môn cũng đã làm cho kiếm môn nổi lên nội ưu, thêm vào họa ngoại xâm này lại như tưới dầu lên lửa. Thời buổi rối loạn rồi. Vị trưởng lão có số tuổi lớn nhất kia chính là đại trưởng lão thuộc Hữu Ngô thị. Hắn trầm giọng nói: "Việc thú thần lĩnh đại hoang xuất hiện thần cấp phong ấn chắc chắn không thể gạt được yêu tộc. Mau lập tức triệu tập tất cả trưởng lão đi Kim Đỉnh nghị sự, thương nghị đối sách nào." Trong đại điện Kim Đỉnh, tất cả trưởng lão của kiếm môn tụ tập lại với nhau. Sau khi hỏi rõ tình huống, mọi người đều im lặng không nói. Qua một lúc lâu, trưởng lão Thủy Đồ Thị mới chậm rãi lên tiếng nói: "Môn chủ đã già, không nên khai chiến với yêu tộc. Theo ý kiến của ta, nếu là yêu tộc đến đây thương lượng, để cho bọn họ tiến vào thăm dò thú thần lĩnh cũng không phải không được. Dù sao, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện." Vị trưởng lão Lơ Hồ Thị có khuôn mặt râu quay nón, cười lạnh nói: "Đại hoang là từ tổ tông mở ra, một tấc đất cũng không thể cắt nhường. Yêu tộc nếu là tới chém giết tranh đoạt thì liều mạng với bọn hắn thôi. Người chết chim hướng lên trời, cần gì phải sợ bọn hắn đấy." "Hey, tùy nói như vậy, thế nhưng hiện nay môn chủ tuổi tác đã cao, hạ nhiệm môn chủ lại chưa định ra, thế hệ trẻ còn chưa có lớn lên. Kiếm môn ta nếu như khai chiến với yêu tộc, chỉ sợ toàn bộ đại hoang đều sẽ không giữ được." Vị trưởng lão của Thủy Đô Thị kia cãi cọ nói: "Ta cũng không phải nói là nhất định phải cắt nhường thú thần lĩnh kia, chẳng qua là cho phép yêu tộc đến đây thăm dò thú thần lĩnh mà thôi. Nhiều nhất thì mất chút mặt mũi, mất chút thể diện, thế nhưng nội khố còn ở, cũng không đả thương hòa khí được. Các vị sư huynh, các ngươi thật sự tính khai chiến với yêu tộc, để cho các tộc trong đại hoang ta tử thương vô số hay sao? Nếu là ngươi có biện pháp tốt hơn, kính xin dạy ta đi." Các trưởng lão tới từ các đại thị tộc, từng người trầm mặc không nói. Trưởng lão tới từ Lôi Hồ thị cũng nhíu mày thật chặt. Sau một lúc lâu, trưởng lão Hữu Ngô thị ho khan một tiếng nói: "Tử An sư đệ, ngươi gia du rộng lớn, lúc bình thường ngoại tộc cũng cho ngươi mặt mũi rất cao. Nếu là yêu tộc quả nhiên nhận được tin tức của thú thần lĩnh, thì tự ngươi đi theo chân bọn họ giao tiếp thôi. Bất quá ta kiên quyết có một điều kiện, đất đai trong đại hoang ta sẽ không nhường một chút nào cả. Mạng sống của người trong đại hoang ta cũng vô cùng chân quý. Bất kể là ai thuộc yêu tộc mà tới, đến đại hoang ta cũng nhất định phải an phận. Nếu là dám có dị động, như vậy hai tộc chỉ có thể khai chiến, ai cũng đừng nghĩ tốt được." Trưởng lão của Thủy Đồ Thị vội vàng gật đầu cười nói: "Tử An nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Còn có một chuyện, thú thần lĩnh này đột nhiên xuất hiện thần cấp phong ấn, có thể thấy được đồ vật trong phong ấn không phải chuyện nhỏ. Kiếm môn chúng ta có cần đi trước do thám hay không? Nói không chừng có thể tìm được một chút bảo tàng của thú thần, làm lớn mạnh kiếm môn ta." "Bảo tàng của thú thần chắc hẳn đều là bảo vật của yêu tộc. Chúng ta là nhân tộc, cho dù lấy được tới tay cũng không cách nào sử dụng." Trưởng lão Hữu Ngô thị lắc đầu nói: "Hơn nữa
phá giải thần cấp phong ấn cực kỳ tốn sức lực. Muốn lấy được bảo tàng thú thần không biết khó khăn cỡ nào đây. Nói không chừng cần hao binh tổn tướng, lại thêm lấy được bảo bối cũng không cách nào sử dụng. Cái được không bù đủ cái mất đâu. Nếu như thủy sư đệ cũng có hứng thú thì có thể đi tìm kiếm một phen. Thế nhưng không cần bỏ quá nhiều tinh lực vào nó làm gì. Trưởng lão Thủy Đồ Thị Thủy Tử An gật đầu cười nói: Đại trưởng lão nói rất đúng, ta đây lập tức sai người đi trước do thám xem. Cũng trong lúc này, trong phong ấn của thú thần, Trung Nhạc đi một mạch được một chút thì ngừng lại, rút cục cũng sắp đi tới vị trí quan trọng trong phong ấn của thú thần. Tiểu Đồng Tân Hỏa mượn tầm mắt của hắn đánh giá xung quanh, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm mà cười nói: May mắn mà, không nghĩ tới thú thần chết đi rồi lại còn có những bố trí khác ở chỗ này, không chỉ mỗi thất sát trận đơn giản như vậy. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị vội vàng nói: Sao không chỉ có thất sát trận sao? Tiểu Đồng Tân Hỏa từ trong mi tâm của hắn lảo đảo bay ra, rơi vào trên đầu vai của hắn, ngọn lửa đung đưa cười nói: Ngươi nhìn con sông này đi. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một dòng nước tỉ mỉ quanh co lưu chuyển chảy ra từ trong giải đất trọng yếu của phong ấn thú thần, trùng điệp 18 loan từ giữa từng tòa thất sắc trận mà chảy qua. Bất quá có vài chỗ trên đường chảy qua của con sông này đã bị chặt đứt, nên đã không thể từ dưới tất cả tấm bia đá chảy qua. Hẳn là địa thế trong phong ấn thú thần đã thay đổi, dẫn đến con sông không cách nào vận hành dựa theo quỹ tích được đặt ra được. Đây là sông Âm Long, cũng là một tòa sát phạt đại trận và thất sát trận hỗ trợ lẫn nhau. Trừ cái này ra còn có trông gà hóa quốc trận, thế nhưng cũng đã bị hủy diệt rồi. Tiểu Đồng Tân Hỏa thở dài liên tục, trong lòng có chút ngưng ngáy khó nhịn, ở trên đầu vai của hắn dậm chân nói: Trận thế bậc này nếu như không thể bổ toàn bộ, quả thật là một chuyện ăn năn rất lớn mà. Trung Nhạc kho khan một tiếng nhắc nhở nói: Tân Hỏa, tinh khí thú thần quan trọng hơn. Tân Hỏa dùng vẻ mặt mong đợi nhìn một bên mặt của hắn, lên tiếng nói: Đợi chúng ta thu tinh khí thú thần xong, có thể sẽ bổ toàn bộ ba tòa trận thế này thì sao? Trung Nhạc thấy ánh mắt của hắn, trong lòng nhất thời mềm nhũn, gật đầu nói: Vậy theo ý của ngươi đi. Tân Hỏa sôi nổi, luôn miệng hoan hô, đột nhiên là an tĩnh trở lại, hai tay nắm lại với nhau, mong đợi nói: Sau khi chúng ta bổ toàn bộ trận thế này, có thể thúc giục vui đùa một chút được hay không? Trung Nhạc vội vàng lắc đầu, thật sự là chê cười mà, chỉ là một tòa trung cấp sát trận đã kinh khủng như thế. Nếu là khởi động đại hình thần cấp sát trận, còn không mang bầu trời cũng chọc ra lỗ thủng hay sao? Huống chi Tân Hỏa là muốn độc loạt thúc giục ba tòa sát trận, uy năng của một tòa sát trận cũng đã không cách nào tưởng tượng, huống chi là ba tòa đây. Ngọn lửa nhỏ đầu to bĩu môi tức giận nói: Nếu là thuần huyết phục khí thần tộc, tuyệt đối sẽ đồng ý cho ta thúc giục ba tòa đại trận vui đùa một chút rồi. Trung Nhạc chỉ giả bộ như không có nghe thấy. Không qua bao lâu, Trung Nhạc dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa đi tới trước một tòa môn hộ. Tòa môn hộ này giống như cửa động hình tròn, trên cửa loang lổ vết máu khô khốc ở trên cửa vẽ ra một vài bức đồ đằng hoa văn. Chẳng qua là niên đại quá xa xưa, đồ đằng hoa văn ở phía trên đã có chút mơ hồ không rõ. Hơn nữa, tòa môn hộ này đã mở ra một cái khe hở, từ bên trong có một luồng yêu khí nồng đậm thẩm thấu ra bên ngoài, trong đó còn kèm theo một mùi thơm kỳ dị thấm phế phủ người. Trung Nhạc hít hà buồn bực nói: Cái mùi thơm này thật là kỳ quái, chẳng lẽ thú thần mang tinh khí của mình luyện thành linh đan hay sao? Ngươi đoán không sai. Tân Hỏa cười nói: Tinh khí của thú thần đích xác là linh đan, bất quá loại đồ này không gọi là linh đan mà gọi là nội đan, là đồ vật do yêu tộc lúc tu luyện ngưng tụ tinh khí mà tạo thành. Năm đó vào thời kỳ Tuệ Hoàng và thời kỳ Phục Khí, yêu tộc là chủng tộc đê tiện nhất kìa. Chư thần ở trên yến hội đều cần lấy ra nội đan của yêu thần mà để mà mời khách kìa. Trung Nhạc hết sức ngạc nhiên, chỉ nghe Tân Hỏa tiếp tục nói: Nhưng xem tình cảnh hiện tại của nhân tộc các ngươi, đoán chừng hiện tại mà có chư thần yến hội, chủ nhân sẽ lấy ra nội đan của nhân tộc các ngươi để mời khách mất thôi.
phong ấn trên tòa môn hộ này đã bị phế bỏ rồi, mau mau tiến vào. Lấy xong tinh khí tú thần, chúng ta còn phải nhanh một chút đi bổ toàn bộ ba tòa sát trận này. À mà đúng rồi, ngươi lập tức bế khí đi, đừng ngửi cái mùi thơm này. Nếu lại ngửi nữa, ngươi sẽ phải trước tiên biến thành yêu thú mất thôi. Trung Nhạc nghe vậy vội vàng ngừng thở, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay hơi ngứa, vội vàng nhìn lại liền thấy dưới làn da đã mọc ra một lớp vẩy, trong lòng không khỏi sởn gai ốc. Hắn mới vừa hít vào có vài hơi mùi thơm liền có dấu hiệu đồng hóa thành yêu thú. Nếu là phục dụng tinh khí thú thần, chẳng phải là nhất định sẽ biến đổi thành yêu quái hay sao? Hy vọng tân hỏa này đáng tin một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy cửa môn hộ lên tiếng mà mở. Lúc này Trung Nhạc đi vào trong đó, mùi thơm càng phát ra nồng nặc, tựa hồ muốn từ lỗ chân lông trên da tay của hắn thấm vào trong cơ thể. Trung Nhạc chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng ngứa. Vừa lấy lại bình tĩnh, trong thức hải lập tức quan tưởng tuệ hoàng, lúc này mới cảm giác được cơn ngứa biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy không gian phía sau môn hộ rất là rộng lớn, ngang dọc mấy trăm trượng, độ cao ít nhất cũng trăm trượng. Trên không trung có một viên minh châu bóng loáng tròn vo đang phát ra tia sáng, chiếu sáng phiến không gian này. Nơi này chính là buồng tim của thú thần, nơi chứa trái tim của hắn. Vị thú thần này trước khi chết đi đem tinh thần lực và máu tươi của mình hỗn hợp lại với nhau, hóa thành ba tòa sát trận. Ở phía bên ngoài chính là vì để bảo vệ linh hồn và viên nội đan này của hắn ta. Tiểu đồng tân hỏa thúc giục nói, nhanh nhanh lên, nhanh hãy xuống viên nội đan ở giữa không trung kia, sau đó chúng ta đi ra bên ngoài sắp xếp trận pháp nào. Trung Nhạc nhắm mắt lại, khi mở ra hai mắt liền thấy dưới chân xuất hiện hai con giao long. Lô đỉnh hiện ra, hai con giao long dương nanh múa vuốt bay về hướng viên nội đan của yêu thần ở giữa không trung. Hắn mới vừa dùng tay bắt lấy viên nội đan, liền thấy dưới làn da bàn tay lập tức mọc ra chi chít những miếng vảy. Nhanh mang tinh khí thú thần nhét vào trong thức hải của ngươi đi. Tân Hỏa vội vàng quát lên, nhét như thế nào đấy? Trung Nhạc có chút luống cuống tay chân, nội đan của thú thần to cỡ quả trứng ngỗng, làm sao có thể nhét vào trong thức hải của mình được đây. Trong lúc nói chuyện lại có càng nhiều miếng vảy mọc ra, không ngừng lan về phía cánh tay của hắn với tốc độ kinh người. Tân Hỏa quát lên, trực tiếp nhét vào. Trung Nhạc cắn răng giơ tay lên mang viên nội đan thú thần nhét vào trong mi tâm của mình. Trong nháy mắt, khi nội đan thú thần chạm vào làn da ngoài của mi tâm Trung Nhạc, liền thấy từ dưới làn da bỗng nhiên chui ra vô số miếng vảy rậm rạp chằng chịt. Năng lượng ẩn chứa trong tinh khí thú thần này thật sự quá quỷ dị và mạnh mẽ, quả thực là không thể đụng vào. Cùng lúc đó, Tân Hỏa quát lên, tiếp dẫn tinh thần lực. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân thể Trung Nhạc đã bắt đầu xuất hiện biến hóa quỷ dị. Nửa cái thân hình đã mọc đầy vảy, thậm chí cái trán cũng bắt đầu ngứa lên, có dấu hiệu muốn mọc ra sừng. Ngay cả sừng đuôi cũng trở nên nóng bỏng, tựa hồ muốn mọc ra thêm một cái đuôi. Trung Nhạc không cần suy nghĩ, tinh thần lực lập tức phun trào ra, bọc lại viên nội đan thú thần kia rồi lui về trong thức hải ở trong đầu. Nói tới cũng kỳ quái, viên nội đan thú thần to như trứng ngỗng này vậy mà phảng phất giống như không có hình thể chính thức, lại theo tinh thần lực của hắn cùng tiến vào trong thức hải của hắn. Trung Nhạc ngẩn ngơ, hồn phách ngó nhìn thức hải của mình, chỉ thấy nội đan thú thần đang lơ lửng trên thức hải, phóng ra ánh sáng, tỏa ra vô cùng nhiệt lực và hào quang. Tại sao có thể như vậy? Hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Nội đan thú thần chính là tinh khí thú thần, đã là tinh khí thì làm sao có thể có hình thể chính thức được đây? Tân Hỏa cười nói, lúc này ngươi cần không ngừng quan tưởng tuệ hoàng, không ngừng luyện hóa tinh khí do nội đan thú thần tàn mắt ra. Nếu không, ngươi sẽ bị hóa thú thành yêu thú, biến thành hình dáng của thú thần. Trung Nhạc lập tức quan tưởng tuệ hoàng, nhưng vẫn là cảm giác được tinh khí thú thần nhiều đến chính mình cơ hồ không chịu nổi. Càng lúc càng có nhiều tinh khí thú thần từ trong viên nội đan thú thần kia tuôn ra, dung nhập vào trong cơ thể của mình, làm cho chính mình không kịp luyện hóa. Hắn vội vã cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay của mình đã bắt đầu hóa thú, miếng vảy đã cứng đờ, bàn tay trở nên thô ráp cường tráng, cơ bắp dưới làn da cánh tay cũng bắt đầu không ngừng hở ra. Xoẹt! Một tiếng xé rách truyền đến,
Trung Nhạc cảm giác được quần đùi bằng da thú của mình bị cái gì đó xé vỡ. Vội vàng sờ về phía sau, lại sờ được một cái đuôi đang dài ra. Hắn quay đầu nhìn về đằng sau, liền thấy đây là một cái đuôi rồng, hiện ra hoa văn của mãnh hổ lộng lẫy. Nhưng trên vai lưng cái đuôi rõ ràng còn mọc ra một ít lông bờm thật dài. Tần Hóa, việc này là như thế nào đây? Lời của Trung Nhạc còn chưa dứt, chỉ nghe hai tiếng phốc phốc nhẹ nhàng vang lên. Trán của hắn cũng thấy hơi đau đớn, từ bên trán liền mọc ra hai cây sừng bằng xương. Hơn nữa, thân thể của hắn lại đang to lên, cơ bắp, xương cốt không ngừng được sinh trưởng, từng cây xương sườn mọc ra. Vốn là chỉ có 24 cây xương sườn, mà lúc này đây rõ ràng lại mọc ra thêm 24 cây xương sườn nữa. Ở trong chốc lát ngắn ngủi này, thân thể của hắn đã lớn lên hơn gấp đôi, biến thành một loại dị thú. Ồ, thú thần chết ở chỗ này thì ra là một con long tướng, đồng thời có được huyết mạch của long, mã và hổ. Tân Hỏa vừa mới bắt đầu kinh ngạc thì thấy đầu của Trung Nhạc cũng đang biến hóa, miệng biến rộng, mọc ra răng nanh, rồi lại mọc ra chòm râu dài nhỏ mềm mại, như là sự kết hợp của đầu rồng, đầu ngựa và đầu hổ vậy. Cổ của hắn cũng càng ngày càng dài, ở trên mọc ra vảy, ở sau lưng lại mọc ra lông bờm thật dài. Trung Nhạc nhịn không được, dùng hai tay chống đất, cái đuôi sau lưng càng ngày càng dài, cái đuôi như là đuôi rồng, rồi lại có vằn của mãnh hổ, nhưng lại mọc ra bờm ngựa. Hiện giờ hắn đã dài khoảng 1 trượng 7 tám, như rồng, như mã, như hổ, quanh thân tràn ngập ra một luồng khí tức yêu thú cực kỳ cao cấp. Long tương hổ thí, bàng thiếu bát duy, yểm thảo nghịch tiết, chiết trùng tứ hải. Long tương là một loại thụy thú, cũng là mãnh thú à? Tân Hỏa tán thưởng một tiếng, lại có chút chột dạ nói: Nhạc tiểu tứ, ta đoán sai rồi, tinh khí thú thần này giống như hơi quá nồng đậm một chút rồi. Năng lượng ẩn chứa trong nội đan của thú thần kinh khủng như là biển cả đại dương mênh mông, mà năng lượng trong nội đan này còn bị luyện thành lớn như trứng ngỗng, nên cho dù Trung Nhạc không có chạm vào nội đan, nhưng chỉ là năng lượng do bản thân nội đan tỏa ra đã đủ để làm cho hắn yêu hóa hoặc là hóa thú. Cho dù hắn quan tưởng tuệ hoàng cũng không cách nào cải biến cái loại xu thế hóa thú này. Hơn nữa, Trung Nhạc còn cảm giác được năng lượng đáng sợ vẫn đang không ngừng tuôn ra, dung nhập vào trong thân thể của mình, lại để cho trình độ thú hóa của mình đang không ngừng sâu sắc hơn. Tân Hỏa à, ngươi có thể đáng tin cậy được một chút hay không? Trung Nhạc biến thành long tương, trong miệng phát ra tiếng người ồm ồm nói. Tân Hỏa vò đầu càng thêm chột dạ, rồi nói nhỏ: Ừ, như vậy từ giờ trở đi ngươi thì không thể gián đoạn quan tưởng tuệ hoàng. Nếu là gián đoạn, yêu hóa sẽ lợi hại hơn, một mực tới huyết mạch của long tương, triệt để áp đảo huyết mạch bản thân ngươi, đồng hóa huyết mạch của ngươi, cuối cùng ngươi sẽ không thể biến lại được nữa đâu. Trung Nhạc giận dữ, Tân Hỏa vội vàng nói: Bất quá, theo tu vi của ngươi tăng lên, tốc độ ngươi quan tưởng tuệ hoàng, luyện hóa tinh khí thú thần sẽ càng nhanh hơn. Luyện hóa xong tinh khí thú thần, ngươi liền có thể khôi phục hình dáng vốn có của ngươi, không còn là hình dáng của long tương nữa rồi. Ồ, đương nhiên, cho nên ngươi lúc ngủ cũng phải quan tưởng. Nếu không khi ngươi tỉnh lại thì có khả năng bởi vì chậm trễ 3-4 canh giờ mà vĩnh viễn yêu hóa thành long tương rồi. Kỳ thực làm long tương rất tốt mà, ngươi cảm thấy thế nào? Sao, lúc ngủ cũng phải quan tưởng tuệ hoàng sao? Trung Nhạc lại càng hoảng sợ. Điều này tương đương với mỗi ngày 12 thời không gián đoạn tu luyện. Đây là một loại khiêu chiến trước nay chưa từng có. Nếu như khiêu chiến thất bại thì kết quả chính là vĩnh viễn hóa thú, yêu hóa thành long tương. Bất quá làm như vậy, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Những đệ tử thượng viện khác tu luyện một ngày có thể có 5 canh giờ dùng cho quan tưởng cũng đã là rất giỏi. Có thể quan tưởng 8 canh giờ cũng đã là đem ăn uống và thời gian khác đều dùng cho quan tưởng, không làm bất cứ chuyện gì khác nữa. Mà quan tưởng 12 canh giờ, thậm chí ngay cả thời gian ăn uống cùng với ngủ hay bất luận gì khác đều hoàn toàn lợi dụng. Loại độ khó này là có thể nghĩ. Lúc trước Trung Nhạc không cách nào làm được tu luyện 12 canh giờ không gián đoạn, bởi vì hắn không có sung túc linh đan. Nhưng bây giờ có nội đan thú thần liên tục không ngừng cung ứng tinh khí thú thần, liền bức bách cho hắn không thể không ngừng tu luyện. Bộ sinh lên của Lê Tú Nương là vô ý thức quan tướng, mang quan tướng dung nhập vào trong ý thức của mình,
tựa như là uống nước là ăn cơm vậy, mà ngay cả ngủ đều phải không quên quan tưởng. So với vô ý thức quan tưởng của Lê Tú Nương còn muốn khó khăn hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc cảm giác áp lực rất lớn. Nhạc tiểu tử, đợi đến lúc ngươi đã quen thuộc, không gián đoạn quan tưởng, giải đi hình dáng của Long Tướng, ngươi liền có thể hấp thu càng nhiều năng lượng bàng bạc từ trong nội đan thú thần. Luyện hóa viên nội đan này tăng lên huyết mạch phục khí của ngươi rồi. Hiện giờ tinh khí thú thần ngươi hấp thu vẫn là quá ít đi, chiết xuất ra phục khí huyết mạch cũng là cực kỳ ít ỏi. Tân Hỏa không chút cảm thụ tới áp lực trong nội tâm của Trung Nhạc, hào hứng bừng bừng nói: bất quá người hôm nay có được hình dáng của Long Tướng. Long Tướng sức lực lớn vô cùng, có được sức lực của Long Hổ, tốc độ của ngựa. Hơn nữa trong thức hải của ngươi lại còn có tinh khí của thú thần, cơ hồ có được vô hạn năng lượng để mà tiêu xài. Vừa lúc dễ dàng đào ra được cái đài cao bị chôn ở dưới mặt đất kia. Sau đó ta sẽ dạy cho ngươi di chuyển mấy tấm bia đá kia, mang đến phương vị chính xác được. Lại đào ra mấy cái mương máng, mang sông Âm Long dẫn đạo trở về đúng phương vị của nó. Thế thì có thể phục hồi như cũ cái phong ấn của thú thần này rồi. Tân Hóa, ngươi cảm thấy ta có thể ở trước khi triệt để hóa thú, mang tu vi tăng lên tới trình độ luyện hóa kịp tinh khí thú thần hay không? Yên tâm mà, ta dám đánh cược với ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Ngọn lửa nhỏ tràn đầy tin tưởng nói: có ta đây ở bên cạnh ngươi, xác định là sẽ chắc chắn thành công mà. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, đi ra buồng tim của thú thần, dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa, tìm được cái đài cao bị chôn ở bên trong núi đá kia. Hắn quát khẽ một tiếng, tuôn ra tinh thần lực. Hắn vừa mới bắt đầu quan tưởng giao long, đột nhiên liền thấy tinh thần lực của mình lập tức hóa thành giao long bay ra, dài đến trăm trượng. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, lúc trước tinh thần lực của hắn hiện hóa ra giao long tối đa cũng chỉ dài khoảng 10 trượng. Nhưng giờ phút này, giao long đột nhiên thoáng cái biến thành trăm trượng, lại để cho hắn cũng không khỏi vô cùng hoảng sợ. Long Tương trời sinh đã có tinh thần lực cực kỳ cường hoành, người bây giờ hóa thành hình thái của Long Tương, tinh thần lực tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa rồi. Tân Hỏa nói: ngươi không cần kinh ngạc, nếu như ngươi luyện hóa xong tinh khí của thú thần, giải trừ hình thái Long Tương, tinh thần lực của ngươi cũng có thể làm được một bước này. Nào, nhanh, tách mặt đất ra đi. Trung Nhạc vừa đồng ý niệm, giao long giơ vuốt cắm vào trong mặt đất, dùng sức xé một cái, vậy mà đem mặt đất xé mở một cái khe dài tới hơn 10 trượng. Tinh thần lực lại mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng Trung Nhạc hoảng sợ, quả thật có chút không dám tin tưởng, đây chính là sức mạnh của mình. Tiếp tục điều khiển giao long, chỉ vài cái đã đào lên cái đài cao giấu ở trong lòng đất kia. Trung Nhạc nhảy xuống, mang cái đài cao này từ trong hố sâu phát đi ra ngoài, ở dưới sự chỉ điểm của Tân Hỏa thả vào vị trí chính xác. Tốt, chúng ta đi bổ toàn bộ sông Âm Long và thả mộc giai binh trận nào. Không qua bao lâu, Trung Nhạc đã mang mấy tấm bia đá hỗn loạn phục hồi như cũ, điều chỉnh tốt sông Âm Long và thả mộc giai binh trận đi ra khỏi phong ấn. Mà vào lúc này, bên ngoài phong ấn của thú thần, chỉ thấy không trung chảy xuôi một con sông lớn vị thủy. Sông lớn phiêu đãng trên không trung, không ngừng lan tràn về phía trước. Trên mặt sông có một chiếc thuyền lớn đang chạy. Con sông lớn vị thủy này rõ ràng là tinh thần lực hiển hóa mà thành. Trên thuyền lớn, từng vị luyện ký sĩ của Thủy Đồ Thị đứng ở đầu thuyền. Trưởng lão Thủy Đồ Thị, Thủy Tử An vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, điều chỉnh phương hướng chảy của sông lớn vị thủy, hướng về phong ấn thú thần trong thú thần lĩnh mà chạy tới. Đại trưởng lão của kiếm môn ta vẫn còn cực kỳ cổ hủ. Thủy Tử An hướng về luyện ký sĩ nói khẽ: hắn chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn khai chiến với yêu tộc, lại không biết đạo lý của việc buôn bán. Nếu như chúng ta không cách nào phá giải phong ấn thú thần, Ngạn Sơn, ngươi liền đi ra ngoài đại hoang, mang tin tức này bán cho yêu tộc, có thể bán được cái giá rất cao. Sau lưng hắn, Thủy Ngạn Sơn chần chừ nói: sao? Mang tin tức thú thần lĩnh xuất hiện thần cấp đại trận bán cho yêu tộc sao? Chỉ sợ sẽ có người nói Thủy Đồ Thị ta là phản đồ của đại hoang. Phản đồ sao? Người nghĩ nghiêm trọng rồi. Thủy Tử An cười lạnh nói: thần cấp đại trận xuất hiện căn bản không thể giấu được yêu tộc, chỉ khác nhau ở chỗ là biết sớm một ngày
hoặc biết muộn một ngày mà thôi. Người mang tin tức này bán cho yêu tộc, thủy đồ thị ta còn có thể lợi nhuận một số thủ lao xa xỉ, cớ sao mà không làm đây? Thuyền lớn từ từ đáp xuống bên ngoài phong ấn thú thần. Mọi người nhìn về hướng cái hàng rào bằng đá trắng thật dài kia, đột nhiên chỉ thấy một con dị thú từ trong vách núi nhảy ra, lao nhanh như gió, nhanh chóng mà chạy trốn. Ồ, con dị thú này hình như là... Sắc mặt mấy vị luyện khí sĩ hiện ra khắc thường, thất thanh nói: là long tương. Long tương là loài so với tứ minh thú của kiếm môn ta còn muốn cao cấp hơn. Ông trời ơi, loại địa phương như thú thần lĩnh này tại sao có thể có thần vật bậc này được? Chẳng lẽ bên trong thú thần lĩnh thật sự có bảo tàng vô cùng bất phàm hay sao? Thủy Tử An cũng cực kỳ tâm động, lập tức nói: trong khu vực trung tâm thú thần lĩnh này, nói không chừng có bảo bối rất tốt đấy. Ta sẽ tự mình đi dò xét phong ấn thú thần, còn các ngươi thì đi bắt con long tương kia đi. Mấy vị luyện khí sĩ thủy đồ thị lên tiếng đồng ý, vội vàng phi thân lên đuổi theo Trung Nhạc. Mà Thủy Tử An thì lại hít vào một hơi thật dài, cất bước đi về hướng vách tường bằng đá trắng kia. Hắn thấp giọng nói: ngay cả long tương cũng xuất hiện, chẳng lẽ là từ trong thần cấp đại trận trốn ra hay sao? Đại trưởng lão nói ở đây không có khả năng có bảo bối tộc chúng ta có thể sử dụng, chỉ sợ hắn đã sai lầm rất lớn rồi. Sách cổ có ghi chép rằng long tương là thần chúng có huyết thống của rồng, thiên mã và hổ hống, mà rồng, thiên mã và hổ hống đều là thần tộc thời thượng cổ. Bốn vị luyện khí sĩ nhanh chóng lần theo vị trí của Trung Nhạc rời đi rồi đuổi theo. Kẻ dẫn đầu là Thủy Ngạn Sơn, y nhanh chóng nói: long tương cực kỳ hiếm có, không ngờ đại hoang ta lại xuất hiện một con như vậy, hơn nữa còn là một con non. Nếu mất được mà nuôi ở thủy đồ thị ta, địa vị của thủy đồ thị ta ở đại hoang tất nhiên sẽ tăng lên trên trong thập đại thị tộc đại hoang, dìm đám thị tộc lôi hổ xuống. Một tên luyện khí sĩ thủy đồ thị hỏi đầy nghi ngờ: con long tương vừa rồi thân thể dài hơn 2 trượng mà vẫn là con non nữa. Chẳng những là non mà có khi là mới sinh ra không lâu. Thủy Ngạn Sơn cười nói: long tương trưởng thành là thần thánh, với sức lực như núi, sải bước có thể vượt biển. May chỉ là con non, nếu lớn hơn một chút nữa, có khi trưởng lão sẽ không cho chúng ta tới hàng phục đâu, mà là tự mình ông ấy sẽ ra tay rồi. Ba vị luyện khí sĩ khác đều thở phào nhẹ nhõm cười nói: con non mới sinh không lâu, chắc sẽ dễ như trở bàn tay mà bắt được, chẳng phải tốn nhiều sức lực rồi. Trong lúc nhảy ra khỏi phong ấn thần thú, Trung Nhạc cũng nhận ra thuyền của thủy đồ thị tới. Chẳng qua lúc này hắn đang bị tinh khí của thần thú đồng hóa mà biến thành thân thể long tương. Với nhân tộc thì hắn chính là yêu tộc, cho nên không thể gặp nhân tộc được. Mà thủy đồ thị chẳng có chút thảo cảm nào với hắn, cho nên hắn lập tức bỏ chạy. Ta phải nhanh chóng tìm nơi yên tĩnh không có ai để tu luyện vài ngày mới được. Mau chóng luyện đi tinh khí thần của thần thú đã biến đổi khí lực của ta, rồi lại biến lại thành người. Nếu không ta sẽ bị coi là yêu thú, bị luyện khí sĩ của đại hoang luyện hóa, chết oan chết uổng mất thôi. Không thể không thừa nhận rằng thân thể long tướng cực kỳ mạnh, chỉ riêng tốc độ đã nhanh vô cùng, hơn lúc Trung Nhạc ngự lôi phi hành tới vài lần. Mà đây chỉ là hắn đang bước đi bình thường chứ chưa hề phát lực. Mấy tên luyện khí sĩ thủy đồ thí vừa rồi đang đuổi theo sao? Trung Nhạc quay đầu nhìn, lòng lo sợ nói: bọn họ đang định hàng yêu diệt ma sao? Mà cũng phải thôi, hiện tại ta đang như thế này có khác gì yêu thú đâu. Nếu ta mà mở miệng nói, có khi còn bị họ coi là yêu tộc, lại càng muốn diệt trừ ta hơn. Tiểu long tướng, hãy ngoan ngoãn tới chỗ của ta nào. Một tên luyện khí sĩ thủy đồ thị đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn Trung Nhạc đang vội vã chạy đi trong rừng. Hắn cười ha ha. Sau lưng gã đột nhiên hiện ra thủy thần Hà Bá to lớn với lũ lụt xoay quanh cơ thể, rồi giơ tay chộp tới Trung Nhạc. Cũng là Hà Bá, mà ở trong tay luyện khí sĩ thì có hiệu quả khác hẳn so với khi ở trong tay của Thủy Thanh Hà. Hà Bá mà Thủy Thanh Hà quan tưởng ra cực kỳ tinh diệu, có da có thịt, mà Hà Bá do vị luyện khí sĩ kia quan tưởng ra thì không chỉ như vậy. Không chỉ là quan tưởng Hà Bá mà còn khiến cho nó có khí tức thần thánh, giống khí tức thần ma chân chính vậy. Hà Bá chính là thần, vị thần điều khiển nước, hơn nữa
quanh thân Hà Bá này còn có thủy long vần quanh, hồng đao bội kiếm, cho dù về dáng vẻ hay sự thần thánh đều hơn xa Hà Bá của Thủy Thanh Hà. Bàn tay này giơ lên, chỉ thấy cánh tay Hà Bá càng lúc càng dài, thế nhưng lại vượt qua vài dặm, thậm chí hơn 10 dặm vồ tới Trung Nhạc. Ngạn Sơn sư huynh, được con dị thú này rồi, huynh xem liệu tộc ta có xem đấy như là công lớn không đấy. Tên luyện ký sĩ vừa quan tưởng ra Hà Bá kia cười nói, dâng con thủy thú như thế này lên thủy đồ thị ta, nhất định là công lớn rồi phải không? Đó là tất nhiên rồi, vị thủy tiên đi thôi. Thủy Ngạn Sơn cười ha ha, rồi chỉ một ngón tay ra. Lúc này một con sông vị thủy trào ra, ùa thẳng tới phía Trung Nhạc. Khi hắn vừa tránh thoát được chiêu của Hà Bá, y cười nói, không ngờ cái con nghiệt xúc này lại có thể tránh thoát bàn tay của ngươi. Không hổ là yêu thú dị chủng có huyết tống thần tộc mà, mới vừa sinh ra đã có thể tránh được bàn tay của luyện khí sĩ rồi. Con sông vị thủy kia càng lúc càng nhỏ, như một cây roi dài, lại giống như một con mãng xà có thể bay, nhanh chóng theo sau Trung Nhạc. Trung Nhạc cắn răng, lập tức phát lực chạy như điên. Hai bên núi rừng như nhoáng lên rồi biến mất, hắn chạy nhanh tới mức như chỉ lướt vụt qua vậy. Bốn tên luyện khí sĩ của thủy đồ thị kinh ngạc tới trận mắt há mồm, ngơ ngẩn đứng ở giữa không trung. Lúc này con long tướng kia lại như một con người bình thường mà đứng thẳng lên, dùng đôi chân sau điên cuồng lao đi với tốc độ nhanh tới mức không thể tin nổi. Một con yêu thú nửa rồng nửa ngựa kéo thao cái đuôi rồng thật dài lại có thể đứng thẳng và chạy như người, đây có lẽ là chuyện quỷ dị nhất mà bọn họ từng gặp được trong đời. Có nhầm lẫn phải không? Long tướng có thể đứng ra chạy bằng hai chân sau như vậy sao? Một tên luyện ký sĩ thủy đồ thị mờ mịt hỏi, chẳng lẽ không phải là nó phải chạy như ngựa hay sao? Tên luyện sĩ khí khác cũng ngạc nhiên mà không ai có thể giải đáp được thắc mắc này cho gã. Nó đứng lên, đứng lên mà chạy, tốc độ hoàn toàn chẳng thể bằng được chúng ta bay như thế này. Tức khắc vượt qua rồi bắt con long tướng này lại, không thể để cho nó chạy mất được. Trung Nhạc chạy đi với tốc độ nhanh như điện xẹt, thả người cái liền vượt qua khe núi sông lớn. Bốn vị luyện khí sĩ kia mặc dù bay trên trời nhưng mãi chẳng thể kéo gần khoảng cách được, khiến cho bọn họ nhìn nhau mà hoảng sợ. Long Tòng Vân, Hổ Tòng Phong, Thiên Mã Mọc Đôi Cánh. Long tướng vốn có sở trường về tốc độ, không ngờ con long tướng này đứng lên dùng đôi chân bỏ cháy mà lại có tốc độ đáng sợ tới mức này. Bốn người giật mình không thôi, càng thêm tin rằng con long tướng này là dị chủng hiếm có trong thiên hạ, thậm chí hơn hẳn bốn minh thú của kiếm môn. Bởi vậy lại càng quyết tâm bắt cho bằng được con long tướng này. Nào, cùng hợp sức vận hành thuyền thủy hành, dùng tinh thần lực hóa làm vị thủy, tăng tốc độ con thuyền này tới giới hạn đi. Thủy Ngạn Sơn hô lớn, ta không tin chúng ta lại không đuổi kịp một con long tướng mới sinh như vậy. Một tên luyện khí sĩ khác vội nói, sư huynh, nếu bốn người chúng ta dùng tinh thần lực hiển hóa vị thủy thì sẽ khiến cho tốc độ con thuyền nhanh hơn, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Chỉ cần đuổi kịp con long tướng kia là nó không thể thoát được. Cho dù chúng ta hao tổn tu vi nhiều đi chăng nữa thì nó cũng không trốn được khỏi lòng bàn tay của chúng ta được. Bốn vị luyện khí sĩ lập tức hợp lực vận hành thuyền, dùng tinh thần lực biến hóa ra con sông dài ngay giữa không trung, lái thuyền đuổi theo Trung Nhạc. Trung Nhạc vội vã lao đi, dọc đường trong thần thú lĩnh có không ít yêu thú ngẩng đầu lên rồi giật mình nhìn thấy cánh long tướng đang chạy như điên với hai chân phía sau, khiến cho bọn chúng khiếp sợ. Đệ tử thủy đồ thị đang đuổi theo, tốc độ nhanh thật. Trong lúc lao đi, Trung Nhạc có quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dòng sông dài vắt qua bầu trời, bốn tên luyện khí sĩ thủy đồ thị đứng ở đầu thuyền, theo gió vượt sóng mà đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn hắn vài phần. Đột nhiên một tên luyện khí sĩ thả người nhảy xuống khỏi thuyền, người đang ở giữa không trung thì sóng nước đã tràn ra, nâng y lên. Tên luyện khí sĩ đó xòe năm ngón tay ra rồi ấn xuống. Bằng phách kiếm khí, kiếm nhị thập tam thức. Keng keng. Hơi nước ngưng kết lại giữa không trung, hóa thành những thanh bảo kiếm băng phách, xoay tròn giữa không trung, phóng tới Trung Nhạc, vốn đang chạy vội vã. Những băng phách kiếm khí xoay tròn xung quanh Trung Nhạc, kiếm quang không ngừng đâm vào thân thể của hắn. Lúc này, hắn vội vung long chảo, đánh phải, trái đẩy,
rồi lại dùng đuôi quét vỡ từng thanh băng phách kiếm khí. Đau, đau quá. Nhưng vẫn còn vài thanh kiếm khí phá được lớp phòng ngự của hắn, để lại vài vết thương trên người. Từ những miệng vết thương này mà hàn khí băng phách xâm nhập vào trong cơ thể, dường như muốn đóng băng cả người hắn lại vậy. Nhưng viên nội đan thần thú trong thức hải của hắn lập tức chuyển động, nhiệt lượng hệt như sóng lửa trào ra, khiến cho hàn khí băng phách lập tức tan rã như băng tuyết, không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào. Tên luyện khí sĩ kia thấy vậy thì chấn động, thất thanh hô: sao có thể như vậy được? Còn lòng tướng này thật sự là ấu thú hay sao? Vì sao hàn khí băng phách của ta lại không thể đóng băng được nó được? Sư đệ lên đi, để ta bắt nó cho. Lại có một vị luyện khí sĩ khác thả người nhảy xuống khỏi chiếc thuyền. Trong lúc rơi xuống, gã đột nhiên thi triển thân thể hà bá, chân đạp biển khơi, đánh tới phía Trung Nhạc. Lúc này giữa núi rừng mà sóng biển quay cuồng, đầu sóng leo cao lên đỉnh núi. Lúc này Trung Nhạc đã chạy xuống núi, hà bá do luyện khí sĩ thủy đồ thị kia hóa thành, điều khiển biển phóng xuống chân núi. Lại thấy con long tướng kia chạy càng lúc càng nhanh, chân nó hiện lôi quang khiến tốc độ tăng lên rất nhiều. Rồi một tiếng oành vang lên, con long tướng kia rõ ràng đã phá bỏ âm chướng, trên thân thể hiện ra một vòng khí trắng toát, mở ra hai chân vội vã chạy đi. Chưa đầy một hơi thở mà con long tướng đó đã chạy được hơn 10 dặm. Đám luyện khí sĩ thủy đồ thị căn bản không thể đuổi kịp, đành phải ngẩn ngơ đứng đó chẳng biết phải làm gì. Con long tướng kia ngựa lôi chạy thoát rồi. Ba tên luyện khí sĩ thủy ngạn sơn đuổi theo, ai nấy đều ngạc nhiên lẩm bẩm: nó vừa mới sinh ra mà đã có thể điều khiển lôi đình rồi sao? Một giọng nói già nua bỗng vang lên: Long Tổng Vân, Hổ Tổng Phong, Phong Vân sinh lôi đình. Long tướng có thể điều khiển lôi đình không phải chuyện kỳ quái gì cả. Bốn luyện khí sĩ vội khom người: bái kiến trưởng lão. Sau vách núi kia là phong ấn thú thần cực kỳ tinh diệu, không thể dễ dàng mà đặt chân vào đó được. Ta ở ngoài quan sát một lúc, thật sự không thể phá giải phong ấn, nên đành phải từ bỏ. Ngạn Sơn, ngươi lập tức tới hãm không thành, bán tin tức này cho yêu tộc đi. Thủy Tử An chắp hai tay sau lưng bước tới, lắc đầu nói: con long tướng kia tuổi còn nhỏ, không thể điều khiển lôi đình lâu dài được, sẽ nhanh chóng hao hết khí lực, nên chuyện đuổi theo nó không khó khăn gì. Kiếm Bình, Kiếm Thư, hai người đuổi theo bắt con long tướng kia trước đi, ta về núi chờ thủ lĩnh yêu tộc tới chơi. Hai tên luyện khí sĩ thủy đồ thị không ngờ nhận lệnh, rồi lập tức lao đi. Thủy Ngạn Sơn cũng nhanh chóng di chuyển ra ngoài đại hoang, phóng tới chạy như bay. Thần thú lĩnh khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài được nửa tháng. Nửa tháng sau, đám thủ lĩnh yêu tộc ở hãm không thành, một trong ba vị thủ lĩnh, đảo chủ Lưu Hoàng Đảo, Yên Vân Sinh, dẫn theo trăm tên luyện khí sĩ yêu tộc đi tới kiếm môn. Trên dưới kiếm môn đều bị chấn động, khí tức của Lưu Hoàng đảo chủ cuồng dã khôn cùng. Vừa tới kiếm môn, Yên Vân Sinh lập tức phóng ra khí thế vô cùng hùng hậu của mình, chèn ép tất cả luyện khí sĩ của kiếm môn. Yêu vân bao phủ lấy núi kiếm môn, đây chính là để dằn mặt đám luyện khí sĩ của kiếm môn. Đột nhiên kiếm môn kim đỉnh từ từ phóng kiếm khí lên cao, quấy phong vân, đánh tan yêu khí trên không trung. Rồi một giọng nói vô cùng già nua vang lên: Lưu Hoàng đào chú từ xa tới, đó là khách, mong khách hãy tùy chú tuân thủ quy định của kiếm môn ta. Yên Vân Sinh có vẻ kinh kỵ, chỉ cười ha ha rồi nói: Phong lão quỷ, ra là lão còn sống, ta còn tưởng lão chết rồi chứ. Nay trong đại hoang xuất hiện thánh địa của yêu tộc ta, thần thú của yêu tộc được chôn cất trong thần thú lĩnh ở trong đại hoang. Phong lão quỷ, từ giờ về sau thần thú lĩnh sẽ thuộc về yêu tộc ta. Giọng nói già nua kia biến mất, không còn xuất hiện nữa. Trưởng lão Thủy Tử An cười mỉm bước tới nói: Yên đảo chủ, chuyện thần thú lĩnh hãy để lão hủ bàn bạc với Yên đảo chủ. Không lâu sau, Yên Vân Sơn và Thủy Tử An định ra ước định, yêu tộc có thể bước vào đại hoang để thăm dò phong ấn thần thú trong thần thú lĩnh, nhưng không thể đặt chân vào bất kỳ địa phương nào khác của đại hoang. Mấy ngày sau, những con thuyền xương trắng thật lớn từ vùng bên ngoài đại hoang lái tới phía thần thú lĩnh, mà trên thuyền đều là luyện khí sĩ của yêu tộc. Ba vị đảo chủ của thánh địa yêu tộc là hãm không thành thì nay đã có hai người tới. Ở trong rừng núi sâu trong đại hoang, một con long tướng cường tráng ngẩng đầu
ngơ ngác nhìn từng chiếc thuyền bạch cốt to lớn bay qua đỉnh đầu, không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm nói: "Này Tân Hóa, liệu hôm nay có phải là ngày đổ máu hay không?" Từ trong đám lông bờm của Long Tướng chui ra một ngọn lửa nhỏ, đáp lại Trung Nhạc với vẻ mặt chờ mong: "Hey, rốt cuộc có thể nhìn thấy ba trận pháp cùng khởi động rồi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.